Tiếp theo cái bài hôm trước chúng ta đang học dở đến cái phần selector ha, và thì bữa nay mình sẽ tiếp tục theo cái phần tiếp theo, tức là chúng tôi sẽ nói tiếp về cái selector, một số cái thuộc tính đơn vị đo. Sau đó sẽ mình sẽ làm một số cái làm một cái ví dụ ha, tức là mình làm sai một cái phân tích và làm cái sai mail.yahoo.com. Thế thì như cái lý thuyết hôm trước của buổi hôm trước chúng ta đã nói rồi, thì cái selector khi mà các bạn layout ấy, thì selector là quan trọng nhất. Nếu như không nắm được selector là mình sẽ không làm việc được ha, sẽ không làm được. Thì có hai cái selector hầu như site nào cũng dùng đến, đây là cái nó gọi là universal selector và group selector. Ở đây thì trước khi nói tiếp tôi minh họa cho các bạn thấy một cái. Ví dụ tôi mở một trang ha, trang VN Express, mình mở ra mình đừng có đọc báo ha, mình mở ra để mình coi thôi. Thế thì đây giả sử tôi debug inspect element tại cái tiêu đề này đi, thì cái phần mà mình thấy trong cái inspect element là mình thấy group selector nó dùng này. Đây là có hai class này, cái thứ nhất này, cái thứ hai này, đó đây chính là cái phần mà mình học group selector, đúng không? Thay vì mỗi cái mình phải định nghĩa một lần, tức là có ba lệnh này làm hai nhóm, hai cái class này, tức là anh mất 6 lệnh không? Đây người ta đặt group như vậy là dùng rất nhiều đó các bạn. Một cái nữa tức là cái universal selector này, các bạn thấy này, vô là vô cái size là lập tức nó đặt dấu sao này, mặc nhiên nó hủy tất cả các lệ margin bằng không, padding bằng không, rồi bốc xe dinh gì đó ha, đó là con số thuộc tính. Hoặc là trong này thì nó cho phép chồng lên nhau nha, tức nạp hai lần. Cái lần đầu tiên là nạp từ cái file trang index là nó có, đã có cái universal này rồi, nạp lên nó nằm đây ha, sau đó là nó lại gọi cái file css này lên nạp, thì trong file này nó có universal, tức là định nghĩa dư nữa ha, thì cũng không sao, nó vẫn chạy. Thì cái thằng sau này nó chạy lên này thì nó sẽ đè lên là mất đi cái tính chất mà thằng trước đó đã chạy. Cho nên chỗ này mình thấy là thằng universal của index này chạy trước, cho nên lúc mà thằng này nó chạy sau thì cái margin này sẽ được công nhận. Dĩ nhiên trong trường hợp này cái margin của trước đó nếu như trùng thuộc tính ấy, thì cái này sẽ không có tác dụng, mà nó sẽ chạy bằng cái phía sau, nó sẽ chạy theo nguyên tắc là nó chồng, nó đè lên những cái nó trùng với cái thuộc tính ha, và nó lấy cái thuộc tính của cái lần nào cuối cùng thì mình thấy trong này nó nạp lên trên, đẩy lên trên, cho nên bạn thấy tại sao nó hai dấu sao. Thì hai cái universal nó nằm trong hai cái file CSS khác nhau, trong này khác nhau. Thằng này nạp trước thì sẽ bị thằng sau nó đè lên nếu trùng thuộc tính. Như thằng này nó không có thuộc trùng này, cái này không dùng thì nó vẫn giữ. Còn những cái nào mà trùng thuộc tính thì nó sẽ tự động nó đè ha. Thì mình thấy universal và đây cái này mình thấy này, group selector này nó dùng quá trời luôn. Đây là một class ha. Đây là một class đó. Rồi chỗ này là một class. Rồi đây cũng là một class. Rồi đây cũng là một class. Đúng không? Hai cái universal mình nói, universal và selector, hai cái loại selector là universal và group selector thì được rất nhiều. Hoặc ví dụ tôi gõ một, tôi vô cái trang CNN đi ha. CNN cũng là một tờ báo lớn của mình. Đây mình vô không phải đọc báo nha, mình vô để mình coi cái cách người ta làm. Người ta những cái trang như thế này, những cái site như thế này, cái đội ngũ phát triển của nó rất chuyên nghiệp, chắc chắn nó giỏi hơn mình rồi. Thì mình thấy nào, ví dụ tôi chọn đại một cái này đi, thì mình thấy không, là group selector nó group quá trời luôn. Ví dụ đây là một cái selector này, đúng không? Class selector tên thứ nhất, cái thứ hai là từ đây đến đây là cái nữa này. Cái thứ ba là từ đây đến đây thêm cái nữa này. Đó, rất nhiều các bạn. Đây là cái nữa này. Đây là cái nữa này. Đó, rất nhiều class. Cái kỹ thuật group selector được dùng rất phổ biến, đúng không? Được dùng rất phổ biến. Thế thì ở đây mình nhớ nha, cái hai cái selector này dùng rất nhiều. Mình chọn cái màu 22, màu xanh đi. Đây cái selector thứ nhất này. Universal tức là dùng dấu này các bạn. Dấu sao này mình nói trên cái trang VN Express. Còn cái group selector ha, là mình dùng dấu phẩy, tức mình liệt kê bao nhiêu cái cũng được. Ở đây tôi minh họa cái này thì mình cảm thấy nó không ấn tượng, đúng không? H1, phẩy, H2, H3. Cái kia là dùng class, nó phẩy quá chừng luôn, đúng không? Đấy nha.
dùng nhiều lắm. Thế thì trong cái bài cái video hôm trước thì mình nói về cái selector theo đối tượng HTML, tức là HTML element selector, hay người ta còn dùng một cái từ khác ấy, chính là DOM selector, dùng chính là DOM selector. Thì những cái selector dạng này được dùng phổ biến trên 90% các trang web làm hình thành để sử dụng các cái dạng HTML selector, hay người ta còn dùng là DOM selector, là cái dùng rất nhiều, chủ yếu là dùng cái này, đúng không? Trong những trường hợp đặc biệt thì người ta cần phải selector theo một quy luật xuất hiện, thì lúc này người ta sẽ dùng đến cái pseudo và pseudo selector. Cái này thì trong số 3 cái thì cái này khó dùng hơn một chút, tại mình chưa quen với các cái quy luật, các cái trạng thái của cái thành phần trên web, cho nên là nhiều khi mình muốn mà mình biết gọi tên là cái gì, đúng không? Cái này gọi là tra cứu nha, tra cứu trên cái trang W3 School này. Và cái vấn đề thứ ba nữa là để chỉ chính xác thì người ta cần kết hợp, đúng không? Tức là combinator selector. Ba cái loại, ba kỹ thuật này các bạn nắm vững thì các bạn có thể layout thoải mái, không phải lo, đúng không? Có thể giải quyết được vấn đề. Thế thì nhắc lại một chút, thì hôm trước mình đã làm trong cái video hôm trước, cái bài giảng hôm trước ấy, tôi có giới thiệu các bạn đối với DOM selector, document abstract model, đúng không? Các cái thành phần trên cấu trúc của cái tài liệu HTML. Thì mình có type selector. Nhưng mà type selector thì đôi khi nó bị, ví dụ như mình muốn tác động lên image, thế thì mình chỉ image, đúng không? Thì cái này nó có cái nhược điểm là có đôi khi cũng là image, cái hình thì tôi muốn chẳng hạn có 10 cái hình đi, nhưng mà nếu mà tôi chỉ image và tôi selector cho cái đối tượng img ấy, thì tất cả những cái hình trên đấy nó đều bị chịu cái ảnh hưởng tác động đó. Nhưng ở đây thì mình chỉ muốn tác động lên một số thôi, thì cái thằng type selector nó sẽ làm dư, đúng không? Tại vì mình thấy nó bị dư. Thì trong trường hợp như thế, người ta có các cái cách tác động để giới hạn. Một là dùng class, đúng không? Tôi muốn có bao nhiêu cái thì tôi cứ gắn class vào, thì là cái cách này để dùng linh hoạt. Cho nên mình thấy trên cái trang mà CNN với lại trang VN Express đó, người ta dùng class rất phổ biến. Trong trường hợp cần phải chỉ chính xác, nhất là những trường hợp mà cần phải tác động theo cái mã lệnh của Java với lại jQuery hoặc lập trình với máy chủ để tương tác ấy, thì người ta cần liên quan đến, người ta sẽ cần dùng cái selector là ID. Và còn một cách nữa, tức là người ta dùng thuộc tính, dùng attribute, để như bài hôm trước là mình attribute cho những cái image mình muốn áp dụng tròn cho những cái nào thì mình tạo attribute cho thằng đó, đúng không nhỉ? Mấy cái này mình nhớ mình coi. Đây là mấy cái minh họa rồi ha. Đây là cái minh họa tôi gắn ID, tức là trong số những cái li này tôi chỉ muốn tác động lên duy nhất cái dòng thứ ba thôi, để tôi gắn ID cho thằng này, và dưới này tôi select cho nó là form động lên rồi chữ lên chân, còn những cái khác thì vẫn bình thường, đúng không? Cái trường hợp này là tôi muốn những thằng nào tác động lên dòng nào thì tôi chủ động để gắn, thì đây tôi dùng class chẵn, class lẻ để tôi gắn, đúng không? Và dưới này thì mình thấy class của mình dùng dấu chấm nha, cái định nghĩa selector là bắt đầu với dấu chấm, còn với ID thì bắt đầu là dấu thăng. Đó. Ổn đúng không? Có một cái selector cũng hay dùng lắm, tức là selector theo quy luật xuất hiện. Tức là có những thằng bình thường ấy, là thai là bình thường rồi, có những cái mà nó xuất hiện những cái vị trí, thế nếu mà mình làm tay ấy, thì nó gần như không được ha, hoặc là rất khó, hoặc mất rất nhiều thời gian, hoặc là đôi khi là không làm được. Cho nên người ta dùng cái dạng selector này, người ta gọi nó là pseudo. Thì cái hình thức selector theo cái dạng này ấy, thì nó gọi là selector giả, đúng không? Giả tức là những đối tượng lúc tức là nó không luôn luôn tồn tại thật trên đó, mà tùy theo những cái tình huống mà mình sẽ tác động lên đối tượng đó. Ví dụ nếu như các bạn muốn rằng thường thường một cái link nhé, các bạn click vào nó sẽ tự động đổi màu. Thế mà các bạn muốn rằng nếu như đã click vào, tức là mình đã bấm một cái link đấy, tức là mình đã đến ghé thăm cái trang web đó, đúng không? Thì mình có thể selector cho visitor là màu gì, các bạn chỉ ra. Thì thông thường nếu như các bạn chỉ thì thông thường khi các bạn visited rồi, tức là click vào link rồi đó, thì cái link nó tự động ra cái màu hơi tím tím á. Nhưng mà có những trang web các bạn thấy truy cập vào
mình click xong thì cái màu của cái link mà đã bấm ấy nó không hề đổi, nó vẫn màu trắng, vẫn màu đen, vẫn bình thường, đúng không? Đấy là vì người ta phải chỉ ra cái visitor này nó để màu nó giống như cái trạng thái chưa click thì sau này nó sẽ không bị đúng không? Đó. Hoặc ví dụ như là hôm trước mình có làm cái minh họa trên lớp ấy là hover, đúng không? Khi mình hơi chuột trên đối tượng thì nó sẽ đổi màu, đổi thay đổi cái cách thể hiện của cái vật đó, thì người ta có thể dùng cái sự kiện cái gọi là gì ta, cái pseudo selector và hover này là. Hoặc ví dụ như một số trường hợp người ta rất hay dùng ấy, làm đơn giản cấu trúc mã HTML của trang web thì người ta hay selector cho cái vị trí ha, vị trí đặc biệt ở ngay phía trước của đối tượng, nó gọi là before. Đây tôi minh họa cho các bạn cái before và after, bây giờ người ta cũng hay dùng cái này. Ví dụ như tình huống của cái có cái biểu tượng này ha, tôi chưa biết cái trên màn hình tôi đang hơi trên chỗ CNN này, thì cái tròn với có cái nút tam giác này này, đúng không? Tôi cũng chưa biết nó có phải dùng before, dùng pseudo selector để gắn cái biểu tượng này không, nhưng mà có rất nhiều khả năng, đúng không? Là cái thằng đó đó. Đấy. Để mình thấy này, đây chính là cái span này. Thì nó có before là thế các bạn. Đó, before nha. Thì khi mình chọn này ấy, thì mình thấy rằng là màu của selector này, cái selector này là người ta before, đó là chỉ trước cái span đó. Mình sẽ đặt color là này. Và khi mà dùng cái before đó ha, dùng cái pseudo selector này thì phải chỉ cái content là content đây, thì nó có, vì mình không dùng, máy của tôi đang không dùng đúng cái phông của nó là CNN icon, tức là người ta nạp cái phông family lên, người ta dùng phông face, người ta nạp phông CNN icon lên, thì giờ nó chỉ cái biểu ký tự của cái phông đó thì nó hiện, nhưng mà trên trang web thì nó hiện này là đúng đó. Nhưng mà trên này thì các bạn nhìn thấy nó ra giống như dấu hỏi á, là vì cái máy của tôi không có cái phông của CNN icon nên là không nhìn thấy được cái chính xác cái phông này. Thế nhưng mà chạy trên web thì nó hiểu, nó sẽ hiện lên, nó đọc cái phông. Cái web này nó đã dùng phông face để nó quy định CNN icon rồi, đúng không? Cho nên nó sẽ nạp lên đây thì đúng. Còn này cái phông tôi không có, máy tôi không có, nó không nhìn thấy. Cần đen ha. Đưa ký tự mình nhìn thấy nhưng có phông đó. Hoặc tôi thử một cái trang nữa là trang Microsoft ha, office.com của Microsoft ấy, các bạn thấy này. Ở trên này mình nhìn vào đây thì mình cứ nghĩ rằng cái biểu tượng Word hay Excel và cái hình này này. Nếu nhìn phân tích thông thường thì các bạn thấy rằng đây là một cái image, đúng không? Nhưng mình nắm mình lôi không được, như vậy nhiều khả năng thằng này cũng không dùng, nó cũng không phải là hình. Vậy thì có theo kinh nghiệm, cái này là theo kinh nghiệm thôi ha, thì có nhiều khả năng thằng này nó chính là pseudo selector để nó gắn hình vô. Nhấn phải đây mình inspect này. Mình thấy đây chính là một cái span, cái hình đấy nằm trong span, thấy có vẻ vô lý đúng không? Mình bấm vào đây mình mở ra thì mình thấy nó có after này, before này. Thì khi tôi chọn before ấy, thì lần này thằng này nó không giống như CNN là nạp phông chữ, nó sẽ ngắn, còn thằng Microsoft thì before của nó dùng để các bạn thấy nhé, cái class này mà nó dùng cái trạng thái là before ha. Thì background nó sẽ nạp cái hình này lên, như vậy cái hình này mà các bạn muốn lấy á, các bạn nhấn nút phải ở đây rồi mình open new tab, nó chính là cái hình này, đúng không? Đó là cái hình. Thì trong tình huống này người ta gắn cái hình này không phải dùng image mà người ta dùng before, dựa vào cái pseudo selector, đúng không? Đó, đó chính là cái before và after người ta hay dùng, đúng không ạ? Đó. Hoặc ví dụ như một cái nữa người ta cũng hay dùng là, tức là cái bên trong danh sách của một cái có nội dung, tại vì trong này nó cho phép mình lồng tag mà, cho những cái tag mà nằm trong một cái tag khác của nó gọi là try. Thế thì các bạn muốn tác động lên, chọn cái div đó mà mình tác động lên cái tag đầu tiên, cái phần từ đầu tiên ấy, để nó mình sẽ hai chấm gọi cái div đó mình chỉ định ra là hai chấm first try, hoặc cái thành phần cuối cùng chính là last try. Hoặc với trường hợp mà các bạn muốn chỉ ra theo quy luật xuất hiện này, thì đây cái chỗ này dễ nhớ lắm, gọi n này giống như ngày xưa mình học lớp trung học cơ sở, n chính là số nguyên, đúng không? Số nguyên. Mà trong tiếng Anh thì thứ tự thì bao giờ nó thêm đuôi th trừ ba cái từ đầu tiên là first, third với lại second thì nó khác thôi, đúng không? Còn tất cả những cái số mà từ thứ tư trở đi
là trong tiếng Anh là cái tên th và chính là thứ tự ha. Thì ở đây nth tức là cái con ha, try này, try này, cái con thứ bao nhiêu đấy, đúng không? Và chỗ này thì mình chỉ ra, à nó hay vậy đó, các bạn có thể chỉ ra cái con thứ bao nhiêu đấy, các bạn chỉ ra đây. Thì trong trường hợp này nó có hai trường hợp đặc biệt có thể thay cho này. Một là các bạn muốn tác động lên những cái chẵn thì mình có thể dùng 2n, đúng không? Thì các bạn biết rằng là một số nhân với 2 thì luôn luôn số chẵn, đúng không? Thì trong này các bạn muốn tác động lên dòng chẵn ấy thì cái bên trong ngoặc này mình sẽ để là 2n, là nó sẽ hiểu là mình muốn tác động lên những dòng chẵn. Còn với số lẻ thì cũng tương tự, tức là những cái số nào mà là số chẵn, tất cả những số chẵn mà cộng 1 thì nó luôn luôn là số lẻ, đúng không? Thì chỗ này ở trong cái ngoặc này bạn chỉ cần 2n cộng 1 thôi. Thì cái này là cái nó thuộc cái selector theo quy luật xuất hiện, đúng không? Đấy. Thì cái việc mà dùng 2n cộng 1 hay n2n thì hôm trước cái giờ lý thuyết cả có viết lên bảng, đúng không? Mình có thể dùng được. Ở đây các bạn có thể thử. Cái mà hữu hiệu nhất là các bạn có thể thử trên table. Table ha. Lát nữa có thời gian, còn dư thời gian á, tôi sẽ làm thử cái table cho bạn xem cái trường hợp select cho cái thằng dòng đầu tiên, dòng cuối cùng và dòng chẵn, dòng lẻ trên một cái table, đúng không? Trong một cái danh sách. Thì cái này là selector theo quy luật xuất hiện. Cái dạng cuối cùng, kỹ thuật selector cuối cùng là người ta dùng theo combinator, tức là tập hợp. Tức là mình chỉ vào những cái mà chứa bên trong ấy, thì mình thấy ấy, những cái chứa bên trong một cái tắc nào đó nó lồng nhau ấy ha, mình chứa trong thì nó gọi là try, chỉ vào cái thằng con này mình try selector. Ví dụ đây tôi có thể chỉ vào trong cái div có tắc b, thì tôi chỉ ra cái tắc b nào mà chứa bên trong div thì sẽ tác động. Tức là mình chỉ đến cái thằng chứa là thằng div và cái thằng con còn chính là b, đó chính là cái này. Đó. Thì cái kỹ thuật đấy nó gọi là try selector. Thì ở đây cái trường hợp mà chứa trong nhiều cấp ấy thì nó gọi là descendant selector, tức là giống như con cháu vậy đó ha. Con cháu thì trong tình huống đấy người ta thực ra thì nếu mà chỉ như này nó chính là con cháu này, này div này chính là cái descendant. Đó. Tức là tôi muốn tác động ra cái trong div, có thể trong div có thể có cái tắc khắc, trong tắc khắc có thể có tắc b. Thế thì b đấy nó thuộc tắc khắc, không phải con trực tiếp của tắc div, đúng không? Là b kia là tắc con trực tiếp của tắc khắc, mà tắc khắc lại là con của tắc div, ví dụ vậy đó. Thì nó là mình sao suy diễn theo cái kiểu mà con người cha rồi con rồi ông, đúng không? Đại loại như vậy. Thế thì nếu trường hợp try selector là bạn dùng cái dấu này đây, tôi chỉ muốn truy xuất đến những cái tắc con trực tiếp của nó thôi. Tức là ví dụ b này là con của tắc b này thì nó sẽ chứa bên trong, hoặc là những cái tắc b nào là con trực tiếp của tắc 2 đấy thì mình sẽ đặt đặt. Đó, thì cái này nó gọi là cái kỹ thuật này, các bạn dùng thêm cái dấu này, đúng không? Đấy, nhưng mà nói chung là việc chỉ đường dẫn để xác định cái vị trí muốn tác động là nên dùng để thể hiện cái chính xác cái mà mình muốn tác động. Thế nhưng mà việc mà đưa ra đường dẫn phức tạp quá thì sau này cái cấu trúc mà làm như thế nó sẽ rất khó giải quyết. Thường người ta sẽ giải quyết theo cái mức độ cấu trúc càng đơn giản thì việc selector nó sẽ càng thuận tiện. Cho nên sau này bạn thấy các cái trang web nó cũng ít dùng những kỹ thuật mà chỉ làm sao mà chỉ đến con cháu hay chỉ đến con trực tiếp, đúng không? Ít. Còn cái adjacent sibling selector này tức là tác động vào những cái thằng cùng cấp á, anh chị em á, đúng không? Cùng chứa ngang cấp thì người ta sẽ dùng những kỹ thuật này. Đó. Một vấn đề tiếp theo ngoài selector thì mình sẽ nói về vấn đơn vị đo. Thì đơn vị đo của mình ấy hôm nay ở bên cạnh này nó xây nhà nó hơi ồn các bạn, hơi ồn ha. Thầy cũng mất tập trung khó nói ha. Đơn vị đo thì nó có 9 đơn vị đo. Cái đơn vị đầu tiên mà hay dùng mà trước giờ các bạn vẫn dùng đấy chính là đơn vị chấm điểm pixel. Đó. Cái đơn vị này dùng nhiều nhất bởi lý do đơn giản là trên màn hình ấy, trên màn hình của mình hiển thị dựa vào các cái chấm điểm nha, dựa vào các cái chấm điểm, cho nên là đơn vị này được dùng rất phổ biến. Thế nhưng mà khi dùng đơn vị này là mình chỉ chính xác cái kích thước mình mong đợi. Đó. Nhưng mà trong quá trình mà xây dựng cái size lên thì có đôi khi người ta
Có đôi khi người ta không 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 chỉ được cái kích thước chính xác, là thì người ta sẽ dùng kích thước tương đối để chỉ đơn vị phần trăm, đúng không? Phần trăm tức là tính được tỷ lệ bao nhiêu phần trăm, 100% là kín luôn, 90% tức là nó sẽ khoảng 9 phần, đúng không? 90%, 9% tính là 90%, đúng không? Thì có những cái trường hợp người ta dùng phần trăm nó sẽ dễ dễ làm hơn, để tính chính xác để nhờ cho chờ trình duyệt mới tính được tính cho mình. Đó. Cái đơn vị thứ ba cũng hay dùng đấy chính là em, em ha. Thì đơn vị này nó mang tính tương đối, căn cứ theo kích thước của các thành phần rồi nó tính theo phần trăm. Ví dụ như trong trường hợp này mình muốn kích thước lớn hơn kích thước bình thường của cái đó gấp đôi thì mình sẽ để là 2 em, đúng không? 2 em. Hoặc có những trường hợp mình làm cái tăng hắt đó, thì cái anh bên đồ họa anh bảo bạn làm cho tôi cái này kích thước nó lớn hơn bình thường khoảng 30%, thế là mình biết mình sẽ đặt là 1.3, bình thường là 100% mà 1.3 tức là nó tăng khoảng 30%, hoặc là nó kêu là cho nó giảm kích thước thực của thằng đi khoảng còn 80% thôi, thì lúc đấy mình sẽ đặt là 0.8 em, đúng không? Thì đơn vị là như vậy. Thế thì ngoài ba đơn vị chủ yếu là dùng ba đơn vị này ha, ngoài ra là có những đơn vị khác giống như trong cuộc sống ấy, đơn vị đo là inch này hay là cm mm, đúng không? Là mình bên ngoài mình đo cái này. Và trong máy tính thì việc dùng những đơn vị này dường như nó không hợp với người ta ít dùng mấy cái đơn vị này. Rồi suy diễn từ inch này nó có đơn vị point, point này tức là một point thì tương đương với tức là một inch thì tương đương với một với 72 point, tức là một point thì bằng 1/72 inch, thì mình lấy mình chia ra là sẽ biết, đúng không? Có thể quy đổi. Và từ point thì nó có đơn vị pica, pica thì cứ một pica bằng 12 point, được ha? Đó. Thì những cái đơn vị này nó cho đến 9 đơn vị là nó 2, 4, 6, 8, 9, 9 đơn vị ha. Thế còn việc mình dùng cái nào là tùy mình. Dĩ nhiên chỉ có ba đơn vị là hay dùng thôi, một là pixel, hai là phần trăm, và ba là yen, mà mình thường thiết kế web người ta hay dùng, người ta hay dùng để một vấn đề nữa tức là màu sắc. Thì ở đây màu sắc nó là cái sự hội thành của ba kênh, ba cái màu cơ bản, tức là màu đỏ, đỏ là R, red đúng không? Màu xanh lá tức là green, và blue tức là màu xanh dương nha các bạn. Thế thì người ta có bốn cái phương pháp để dùng màu. Một là dùng màu theo hàng số, thế các bạn thấy hàng số, xin lỗi, màu dùng theo mã màu. Mã màu trong này đưa vào thì luôn luôn bắt đầu bởi dấu thăng này các bạn, luôn luôn bắt đầu bởi dấu thăng. Và trong đó ấy, thì có 6 cái ký tự, 6 ký tự ha, đại diện cho ba kênh màu, thì cứ 2 ký tự là một kênh màu. Thì cũng theo thứ tự thôi, bộ hệ màu RGB thì cái kênh đầu tiên chính là red, là giá trị nhỏ nhất là 0, và lớn nhất là FF, tức là tương đương với 256 giá trị khác nhau đi từ 00 cho đến FF ha. Cái kênh màu thứ hai ấy, thì nó dùng 2 số. Đây đây, đổi màu khác nào, đổi màu khác nha các bạn. Đây kênh thứ hai, đây kênh thứ hai, đây xóa này đi làm hơi ngược ha. Ví dụ như kênh thứ nhất màu đỏ đây, đây màu đỏ này. Kênh thứ hai này là kênh màu xanh lá, nên tôi chọn cái màu ví dụ màu này đi. Đó, đây kênh thứ hai này, kênh thứ hai là kênh màu xanh lá. Đó, thì cũng giống như kênh màu đỏ, cũng dùng 2 ký số, nhỏ nhất là 00, lớn nhất là FF, và kênh cuối cùng chính là kênh màu xanh dương, kênh thứ ba đây. Đó. Thế thì nếu như các bạn dùng ấy, thì mình có thể khi mình quen rồi thì mình có thể suy đoán ha, suy đoán dựa vào cái mã màu này để mình tính ra màu được của mình. Ví dụ tôi muốn mua đỏ, tức là tôi dùng mã của mình ấy, sẽ là ô ghê quá, xóa cái này nha. Chính là mình kênh đầu tiên cho bằng FF ha, cực đại, còn các kênh còn lại không có màu, thì nó chính là FF 0000 đúng không? Dấu thăng rồi nha. À, xanh lá cây thì cái kênh 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 xanh lá cây này mình sẽ cho màu nó. Còn các kênh còn lại không có, tức là kênh thứ hai này thì sẽ cho FF cực đại nó sẽ màu. Nếu còn giảm đi thì cái màu nó sẽ chuyển từ sắc xanh lá sang màu đen, đúng không? Giảm đi, còn giảm nhỏ đến khi nó bằng không thì nó là màu đen.
Thì tương tự với màu xanh dương này, màu xanh dương thì mình sẽ đặt cái kênh cuối cùng này bằng, hoặc là mình có thể trộn hai cái màu khác nhau nó sẽ ra một cái màu mới. Ví dụ như chỗ này mình thấy màu vàng này, là sự kết hợp của màu đỏ và màu xanh lá cây, tức là hai kênh đầu. Thì các bạn thấy đây là màu xanh lá cây này. Giả sử cái màu xanh lá cây nằm ở góc này, màu đỏ nằm đây này. Đó. Thì khi mà mình chọn giá trị của hai thằng này, nếu mà hai thằng này bằng nhau thì nó sẽ ra cái màu nằm ở khúc này, đúng không? Đúng này. Đó. Nếu mà đỏ nhiều hơn mà xanh lá ít hơn ấy, thì nó sẽ đi về phía này, đúng không? Đấy, còn nếu như mà mình chọn màu đỏ kết hợp với màu xanh dương ấy, đây là màu xanh dương, vị trí màu xanh dương, đây là vị trí màu đỏ này, thì kết hợp hai màu lại thì nó sẽ gặp nhau điểm này. Nếu bằng nhau thì nó sẽ nằm ở cái khúc này, đúng không? Đây là như vậy đó. Xanh nhiều hơn thì nó sẽ chuyển sắc về phía này, phía này. Còn nếu mà đỏ nhiều hơn thì nó chuyển về phía này. Hai thằng bằng nhau thì nó chạy theo trục này. Đó. Tương tự với trường hợp mà đây là màu xanh dương mà kết hợp với màu xanh lá cây ấy, thì nó sẽ chuyển sắc theo hướng này ra màu này. Màu này nó gọi là cyan, đó, màu cyan. Đó. Tức là màu xanh dương kết hợp với màu xanh lá. Đó. Khi các bạn còn không ấy, thì mình không có màu, đó là cả ba kênh nhưng còn không. Còn cực đại tức là màu trắng các bạn, sẽ là màu trắng. Đó. Thế thì cái việc dùng mã màu là như vậy. Còn nếu như tôi muốn dùng số thì nó có một cái hàm, đúng không? Nó có hai hàm giống nhau thì nói cái hàm trước, hàm kia lát nữa mình xử lý sau. Thì trong cái hàm này nó gọi là hàm RGB này các bạn, dùng hàm. Thì thường cách dùng hàm thì nó phù hợp với mấy người làm về công nghệ thông tin hơn. Đó là các bạn dùng hàm có lập trình nhiều quen này, các bạn dùng hàm thấy nó cũng bình thường, đúng không? Thế còn mấy người thiết kế thì người ta ít dùng hàm, phần lớn là dùng mã màu nhiều hơn, nó dùng kiểu này nó quen. Thì cái này cũng giống vậy thôi, chẳng hạn các bạn không muốn dùng số hét, không dùng số thì cũng ba kênh, cái hàm RGB có ba kênh. Kênh thứ nhất cũng tượng trưng cho màu đỏ, kênh thứ hai cũng tượng trưng cho màu xanh lá và kênh thứ ba cũng tượng trưng cho màu xanh dương, đúng không? Và các giá trị đưa vào đây là các số nguyên trong giới hạn từ 0 cho đến 255. Tức là có thể đưa vào đây 256 giá trị khác nhau, đúng không? Từ 0 đến 255. Thì giả sử màu đỏ thì lúc nãy mình viết kiểu kia, thì giờ viết RGB thì mình cho này lớn nhất đại là 255, ổn đúng không? Tương tự với xanh lá hoặc là xanh dương, hoặc là mình trộn hai màu lại, đúng không ạ? Cái tình huống thứ ba, tình huống thứ ba là nó có cái gọi là màu theo hằng số, tức là còn những trường hợp đặc biệt thì người ta hay dùng màu theo hằng số. Ví dụ màu đỏ thì người ta sẽ chỉ ra là red, đúng không? Màu ví dụ cái màu này này, màu này nó gọi là Alice Blue, đúng không? Hoặc là màu này nó gọi là aqua, aqua, đúng không? Thì đúng thì gọi tên mã màu thôi. Đây, cái thằng này màu đen này. Màu đen thì nó chọn cái này. Thì có thể gọi tên nó cũng hiểu nha các bạn. Nhưng mà nó có khoảng 100 mấy chục ngàn màu đấy ha. Nói chung là nhiều lắm, thầy không nhớ chính xác. Thì trường hợp mà các bạn muốn xem chi tiết thì mình vô cái link này. Cái link này của W3 School, phải lấy cái này cũng từ W3 School này, ha. Đấy, như vậy là về màu sắc. À, màu sắc nó còn một cái hàm nữa các bạn. Này, thầy quên không biết. Hàm RGB, RGB ha. Mình đọc tiếng theo kiểu tiếng Việt gọi là RGB. Thì cái hàm RGB này thì đưa màu thì biết hiểu rồi đúng không? Nhưng có cái hàm nữa nó gọi là hàm RG. Viết chữ thường nha, RGB, nhưng mà nó bốn chữ lượng các bạn, cũng giống cái này thôi, RGB, nhưng nó gọi là RGBA, chữ A cũng thường luôn. Thì cái này nó có bốn ký tự, nên mình sẽ dùng bốn tham số. Tham số thứ nhất, các bạn quy định mô tả giá trị cho màu đỏ. Tham số thứ hai mô tả giá trị cho màu xanh lá cây. Tham số thứ ba là mô tả giá trị cho màu xanh dương, và nó tham số cuối cùng chính là nó mô tả cái kênh alpha đây nè. Để cho phép chỉ định cái màu của các bạn là màu đậm hay là màu có trong nhìn xuyên qua, nó gọi là opacity đó. Ví dụ như cái giá trị ở đây này, cái chữ tham số thứ tư này này, nó sẽ nằm trong các giá trị từ 0. 0 tức là các bạn sẽ không nhìn thấy nhá. Nhìn trong suốt là không nhìn thấy đâu, đúng không? Nếu mà gần gần trong suốt khoảng 10% thì các bạn để là 0.1. Đúng không?
Các bạn không muốn trong suốt, muốn đặc luôn, không cho nhìn xuyên qua thì các bạn đặt là 1. Các bạn muốn trong suốt 80% thì mình sẽ để là 0.8, đúng không? 0.8, à, mình sẽ đặt vào đây này. Thì cái này là lát nữa mình làm minh họa, mình sẽ thử cái trường hợp dùng RGBA để nhìn xuyên qua nền, đúng không? Nhìn xuyên qua nền được. Thì nó giống RGBA thôi, nhưng mà nó thêm kênh alpha nữa, thêm alpha nữa. Cái chỉ số là trong suốt đó các bạn. Như vậy là tiếp theo đến cái phần này chính là thuộc tính phổ biến. Thuộc tính phổ biến thì ở đây nó có nhiều thuộc tính lắm. Các bạn muốn biết hết thì các bạn buộc phải tra cứu nha. Thầy sẽ không dạy trong cái bài học bởi vì nó sẽ chán nghe nhiều thuộc tính. Thuộc tính thì ý nghĩa như vậy, nghe là hiểu đúng không? Nhưng mà không biết dùng. cho nên nếu chuyện là mà các bạn muốn hiểu rõ về thuộc tính ấy, về lý thuyết để có thể test được ấy, thì tốt nhất là lên W3 School. Ở đây thì chỉ hướng dẫn những cái thuộc tính cơ bản thường dùng thôi. Còn những cái thuộc tính khác thì các bạn phải tra trên đó. Là mình thành cái quen ấy. Đầu mình não có chút xíu nhớ nhiều nhức đầu lắm ha. Mình nhớ được những cơ bản và cái phương pháp để tra cứu để sau này cần thì gọi lên tra là sẽ tốt hơn. Được ha. Thì thuộc tính cơ bản đây tôi sẽ thành lập, tôi chia ra làm 4 nhóm, tôi gọi là cái gồm thành 4 nhóm để tôi nói cho nó dễ nhớ thôi. Thì ở đây nói chung trang web thì đã gọi là trang web thì phần lớn là chữ, đúng không? Chủ yếu là chữ thôi. Cho nên là cái ảnh hưởng đầu tiên là những thuộc tính tác động đến chữ viết. Đấy, ai giảm màu đen thui à? Chọn màu khác nha các bạn, tôi chọn màu màu này đi. Xóa cái này đi nhỉ? Đó. Ảnh hưởng đến chữ viết, thế chữ viết là thành phần chủ đạo, đúng không? Cho nên là tôi sẽ xây dựng một nhóm, những cái thuộc tính này các bạn phải nhớ. Nó ít lắm nhưng mà dùng thường xuyên lắm ha, hay dùng lắm. Thuộc tính thứ hai là ảnh hưởng lên đoạn văn, đoạn văn ha, ảnh hưởng trên đoạn văn. Đoạn văn thì tập hợp các cái từ, các cái chữ trải dài qua nhiều dòng. Đây mình đang nói theo góc độ quản cảm quan, nhưng nói theo ngữ pháp nha. Tức là những cái từ, những cái chữ mà trải dài qua nhiều dòng thì người ta gọi nó là một paragraph, tức là cái đoạn văn. Cái nhóm thứ ba là thuộc tính liên quan đến phạm vi ha, rồi vị trí đối với các cái vùng chứa, đúng không? Thì phần lớn các trang web của mình muốn quy định các cái chia vùng, rồi mình muốn vùng này nằm đây, vùng kia nằm kia, đúng không? Thì các thuộc tính liên quan các cái vùng này, các cái khu vực, các cái phạm vi mang thường là nó sẽ là hình chữ nhật, đúng không? Tất cả mọi thứ đều quy định về quy về hình chữ nhật hết. Hình chữ nhật mà trạng thái trường hợp đặc biệt chính là hình vuông ấy, để nói chung là hình chữ nhật đi. Thì phần lớn là nó tác động đến các cái vùng, và vùng được tính theo là hình chữ nhật hết. Nếu các bạn đưa muốn là hình tròn ấy, thì hình tròn cũng nội tiếp trong một cái hình chữ nhật, đúng không? Phải có hình chữ nhật hay là hình vuông nó bao quanh cái hình tròn đó. Và bốn là các cái thuộc tính khác, các thuộc tính khác nha các bạn. Ở đây thì hôm nay tôi sẽ nói đến cái mục thứ ba thôi, tức là mình sẽ nói đến mục số 1 ha, mục số 2, mục số 3. Bữa sau tôi sẽ cố gắng làm một cái video nữa, tôi nói nốt cái phần số 4 với một số và hướng dẫn là một sai khác. Tại vì nếu hôm nay nói hết các cái nội dung lý thuyết bài này rồi lại làm thực tập thì video nó dài lắm ha, dài các bạn cũng không thích xem ha, ví dụ vậy. Thì có lẽ tôi sẽ làm thêm một cái video nữa cho cái phần cuối cùng của cái này. Thế thì đối với thuộc tính chữ viết ấy, thì nói chung là nó dễ ha. Các bạn nhớ những buổi đầu tiên tôi hướng dẫn các bạn và chỉ cho mình nói sơ sơ là bạn cũng dùng được rồi, đúng không? Nói sơ sơ dùng thì chả cần quá gì vậy dạy. Ví dụ phông sai nè, phông sai là thuộc tính muốn quy định kích thước của chữ viết, hiểu đúng không? Rất dễ. Rồi muốn phong cách của chữ đấy là thẳng thắn hay là nghiêng ngửa gì đó thì có phông style. Thì phông style nó có italic làm cho chữ bị nghiêng đi đó. Thế rồi các bạn muốn cái phông chữ đấy nó nặng hơn, đậm hơn, hay mình gọi là đậm hơn, ha, rõ hơn, nét rõ hơn, ha, đậm hơn thì mình dùng phông quay nha các bạn, phông quay. Thế rồi với trường hợp mà mình muốn trang trí giống như kiểu ngày Noel cuối năm hay là Tết gì đó, mình mua các cái dây đèn nhấp nháy về mình treo ở dưới, có một số người treo dưới bàn thờ, đúng không? Ví dụ mình bàn thờ tổ tiên hay bàn thờ về tôn giáo gì đó, mình treo đi cái dây đèn chạy bên dưới thì cái việc trang trí như thế chính là mình gọi là decoration, đúng không? Thì tách này cũng vậy, tách như làm mình làm muốn làm như thế, mình muốn có cái đường kẻ gạch ở bên dưới cái chữ thì như vậy cũng gọi là trang trí. Tách decoration sẽ là underline.
Nếu cây thông của các bạn, ví dụ Noel ấy, các bạn dùng cây thông mà răng cái đèn ngang qua cái cây thông, gọi là ngang qua vật ấy, thì trong này nó cho các bạn, ví dụ cái chữ này các bạn muốn kẻ cái đường gạch ngang như thế này. Đó, thì text decoration nó có luôn các bạn, có luôn ha. Mình có thể dùng. Chi tiết giá trị thì các bạn tự mò lấy ha, tự coi nha. Mà ý nghĩa thôi, còn cái mục đấy thì nó dễ, mình chỉ có mở inspect element thì trình duyệt, mình text decoration là mình hai chấm, mình chọn cái giá trị, mình coi xem nó khác biệt như thế nào. Mình cái này muốn nói chi tiết về cái giá trị của các thuộc tính ha. Thế rồi có cái này các bạn chưa biết này, và việc học thì từ đó giờ thì anh không chỉ cho các bạn, tức là text transform, tức là có những trường hợp ấy, cái tiêu đề của cái trang web mình muốn nó tự động nó thành chữ hoa thì mình dùng text transform. Thì đối với trường hợp này tôi minh họa cho các bạn trên trang CNN đi ha. Ví dụ trang CNN của mình đây. Đó, mình muốn tất cả những cái thằng mà nằm ở tiêu đề này nè, tức là tiêu đề của anh viết thì nó tự động là chữ in hoa, thì các bạn có thể test bằng cách mình inspect element được ha. Inspect element tôi chọn cái class này, ví dụ class này đi, class này là h1 a visitor, tôi thêm cái text transform đúng ha. Nếu mà mình đây nó có mấy cái thuộc tính, có mấy giá trị, các bạn có thể chọn uppercase là chữ hoa, in hoa các bạn, còn chữ mà lowercase là chữ thường, capitalize là chữ hoa đầu từ, revert tức là lấy ngược lại đấy ha, ở trong đấy mà người ta chữ của người ta đang là hoa thành thường mà thường sẽ thành hoa, đây thì chọn cái chữ uppercase đấy. Mình chọn thằng này chứ ha, đấy mình chọn lộn. Cái này text transform sẽ là uppercase đúng không? Thế bây giờ mình thấy này, cái trang này bây giờ cứ là tiêu đề này là thành chữ in hoa hết rồi các bạn. Đó, mình cái thứ hơi vào là tự động là chữ in hoa. Bây giờ tôi muốn thôi, tôi muốn hoa đầu từ. Có những trường hợp can thiệp ha, thì mình dùng đây, tôi chọn H3 này. Thôi em không muốn của cái thuộc tính trang. Mình cho cái này text transform sẽ là capitalize đúng không? Thì các bạn thấy chỗ này này, đấy. Thằng này nó sẽ tự động nó đổi thành chữ hoa đúng không? Capitalize. Hình như này mình chọn lộn, không đúng bên này. Đấy. Cái này mình bỏ đi nha, bỏ đi. Mình chọn cái H3 nào. À đây, uppercase mình chọn là capital line đúng không? Thì mình thấy này, tất cả trên này nó cứ tự động hoa đầu từ, hoa đầu từ, hoa đầu từ. Chữ này cũng vậy, đúng không? Ở dưới này cũng vậy. Ok ha. À. Được đúng không? À. Thì cái thuộc tính nó cũng dễ hiểu, mình có thể tự test nha. À. Text shadow thì làm bóng mờ thôi. Ví dụ đây mình thích thì các bạn cũng tự test. Tôi nói cái chữ này này, tôi chọn cái tag này đi. Chữ này thì có bóng mờ. Này, tag này chính là tag tag này tag gì nè? H2 nè. H2 đi tìm cái H2. Ủa H2 đâu này? Giấu kỹ quá đúng không? Đây. Tôi muốn text shadow. Thì text shadow đối với trường hợp này thì nó có 4 tham số, ít hơn cái là box shadow trước ấy. Ví dụ tôi muốn là 2 chấm điểm theo chiều ngang, rồi 3 chấm điểm theo chiều dọc, đúng không? Đó. Rồi tôi muốn hiện giờ nó độ nhòe của nó bằng 1 chấm điểm. Về màu bây giờ tôi dùng RGB nha, RGB A. Thì tôi sẽ cho cái màu này là màu, ví dụ cho nó bóng mờ là bóng mờ màu đỏ đi, ví dụ vậy, 255. Hai kênh kia bằng 0 đúng không? Và cái thành phần cuối cùng thì cho nó làm gì nhỉ? Tự nhiên quên hả? Cho nó trong suốt 35%. Thế mình gọi 35%. Gọi 35% này bố lỗi nha các bạn. Đây. À. Thằng này cũng hay hả? Tôi tưởng là bố lỗi, nó không bố lỗi, các bạn vẫn hiểu. À, chứ cái này đúng ra phải gọi
tôi nhớ không nhầm là cái này chính phải có 0,35 mới đúng ha, 0,35. Ở đây nếu mà nó hiểu thì càng tốt đúng không? 0,35 thì mình thấy bóng mờ chỗ này màu đỏ này. Đấy, tôi thấy RGB này không đẹp, tôi cho bóng mờ này phải là màu xanh lá đi, 255. Đó. Thì bạn thấy trên cái chữ Trump Fire Holland Security Office Official nó có bóng mờ màu xanh xanh đấy ha. Đó. Nếu như mà mình để đây là một màu ha, nó đậm, vẫn thôi tôi muốn trong suốt 0.20, 0.2 đúng không? Thì nó mờ mờ nhạt nhạt để loại như thế. Cái chữ này của mình là có bóng mờ, có thể test thử đúng không? Và text shadow cũng dễ. Có một cái là font family thì nó dùng để quy định các cái font chữ mà sẽ sử dụng để thể hiện đối với chữ viết đúng không? Và font family này thì có thể chỉ ra nhiều phông cùng lúc, để trong trường hợp phông này không có thì có thể dùng phông kia. Ví dụ đây tôi mở cái trang này lại, mình đi tìm cái nãy mình nhớ nó có cái phông family đấy, đúng không? Nó định nghĩa chữ viết đó các bạn, chữ viết mặc nhiên. Giả sử mình chọn body đi, trên này có không ta? Cái thuộc tính này hay dùng lắm nha các bạn. Đây à, đây này phông family này, vì người ta muốn dùng là sans serif, là phông trên này nó dùng phông sans serif ha. Và trên này thì mình thấy rằng là ô thằng này là phông sans serif, à nó nạp lên ban đầu này. Đó, sau này có thằng khác nạp lên cũng dùng phông family, cho nên nó đối với thằng này nạp lên nó dùng phông family, để ưu tiên thằng này thì thằng dưới kia vẫn tăng dụng. Và chỗ này thì khác một chút là nó nạp mấy phông là này, phông CNN, phông Helvetica ha. Này người phong Helvetica này tới đây dùng 1, 2, 3, 4, 5, 6 phong, dùng 6 phong các bạn. Để nếu như phong này không có thì nó tự động nó chọn phong còn lại nó hiển thị. Đó. Thì trong này á, đó thì đấy chính là phong family đúng không? Chính là cái phong family này. Nếu như đối với trường hợp mà có những phong mà các bạn muốn bắt buộc phải có nhưng mà máy của người dùng thì mình đâu biết có khi nào người ta có phong của mình hay không, thì mình sẽ định nghĩa và mình gắn cái phông theo trang web của mình. Thì trong này các bạn thấy nó có dùng một cái tình huống, nó dùng phông CNN này. Phông CNN này nó phải định nghĩa, mà muốn định nghĩa phông một cái phông mới, ví dụ bạn làm là dùng phông thư pháp đi, thì lúc đấy các bạn sẽ chọn cái A cộng phông face đúng không? Thì lát nữa tôi sẽ giải thích cái này một chút nữa về cái A cộng phông face ở trên cái thằng khi mình làm cái minh họa trên cái thằng mail.yahoo ấy, đúng không ạ? Đó. Đây là những cái thuộc tính mà các bạn bắt buộc phải biết ha. Bạn biết, nếu mà mình quên các cái tham số thì mình có thể lên W3School mình tra lại, test lại nha. Nhưng mà những cái này thì nó cũng dễ, cho nên các bạn nhớ, chắc là nhớ được ha. Mấy cái này là cái mà tôi đi tìm cái hiệu ứng, tôi đi tìm nghịch làm cái chữ có M là người ta làm chứ không phải thầy làm ha. Mấy cái này mất nhiều thời gian để làm mấy cái chữ đó, mà làm xong nhìn thấy nó nặng nề, không thể đẹp đúng không? Nhìn thấy nó lạ thôi. Còn có thể đi tìm trong cái thằng mà tôi nhớ không nhầm thì hình như thằng này. Các bạn đi tìm trong cái thằng CSS. Trick. Đúng không? Đây cái size này cũng là trick có chữ S đằng sau các bạn. Cái size này nó cũng hay chỉ về CSS ha, CSS các cái tình huống để mình đây này, muốn làm transition rồi muốn làm cái gì đó trong này có rất nhiều ha. Đây cũng có rất nhiều chuyên gia giỏi về CSS ha. Mình có thể đi tìm lên đây mình tham khảo mình coi. Cái phần thứ hai thì cái này cũng nhanh thôi. Đây thì mình thấy đoạn văn thì mình có, trong một đoạn văn thì sẽ có nhiều dòng đúng không? Thì khoảng cách giữa các dòng nó dùng cái thuộc tính line height dùng này. Đó. Rồi việc canh dữ liệu theo chiều ngang của cái phạm vi chứa ấy, thì nó có cái text align này có thể là kênh trái đúng không? Đây kênh trái, biểu tượng kênh trái này. Đây kênh phải, đây biểu tượng kênh phải đây. Rồi kênh giữa đúng không? Hay là kênh đều hai bên chính là này. Đó. Và cái dòng đầu tiên thụt vào thì nó dùng thuộc tính text indent thôi. Đó, thì cũng đơn giản đúng không? Có 3 cái thôi. Đối với các cái vùng này,
cái nhóm thuộc tính thứ ba là rất quan trọng, tức là các bạn phải nhớ được cái hình này nha. Tức là thường thường khi các bạn quy định kích thước bằng width height, tức là chiều ngang chiều cao, thì kích thước của các bạn nó chỉ nằm trên cái phạm vi của vùng màu xanh này thôi, tức là nằm trên cái vùng màu này này đó, nó chỉ nằm trên phạm vi này thôi. Đây chính là kích thước bạn quy định. Mà mình nhớ ra một vùng của mình ấy, nó còn có mấy yếu tố khác nữa. Thứ nhất là có đường viền đấy, mặc dù em quy định xong rồi em có quy định border đâu, không quy định border cũng có đường viền, nhưng mà mặc nhiên thì đường viền sẽ bằng không, đúng không, bằng không. Thế rồi khoảng cách từ cái vùng màu vùng chứa của mình ấy đến đường viền thì cái này nó chính là padding, padding đúng không đó. Còn cái khoảng cách từ ranh giới của cái vùng của mình đến những cái vùng lân cận thì cái đó nó gọi là margin, margin ha. Thì thường thì khi mà các bạn mới dùng CSS ấy, các bạn hay bị lẫn lộn giữa padding và margin, nhớ nha. Mỗi một vùng nó luôn luôn có một cái đường để giới hạn phạm vi của nó, và cái đường đấy người ta gọi là border. Thế thì kích thước thực khi các bạn tạo ra một vùng ấy, nó là tổng của ba cái yếu tố này lại. Ví dụ border bằng 1 đi, thì lúc đó cái vùng của mình giả sử mình khai báo là 979 theo chiều ngang ấy, thì còn phải cộng thêm 2, thì bên trái mất 1 điểm, bên phải mất 1 điểm, 1 điểm cho cái đường border rồi. Thế rồi giả sử như cái phần bên dưới này mình là 10 đi, thì lúc này padding của mình 2 chiều bên này cũng 10 luôn, thì nó phải đương nhiên mặc nhiên nó sẽ là 20. 977 cộng với 20 cộng với 2 là hai đường của cái border ấy, thì sẽ là 1001, đúng không? 1001. Thế rồi nếu giả sử margin của chỗ này mình là 8 đi, 8 đi, thì 8 x 2 16, 16 cộng với 1001 thì chính là 1017, đúng không? Tức là tổng kích thước của mình nó sẽ tính ra đây. Đấy, cái phạm vi chứa phải đủ bằng này, kích thước bằng cái này thì mới được. Thì các bạn nhớ cái hình này ha. Còn nếu mà dùng trên Google Chrome á, mình có thể coi kéo dưới cùng của cái phần Inspect Element bên phần Style á, còn sẽ nhìn thấy cái hình vẽ nó giống như này. Đó, thì cái hình này rất là quan trọng, còn phải nhớ để còn hình dung cái kích thước ha, cái quy cách để liên quan cái vùng chứa và cái vùng mà mình tạo ra. Thì trong này có mấy cái, ví dụ width, width tức là quy định độ rộng, đúng không? Hay thì quy định chiều cao, ai cũng biết rồi. Nhưng mà mình không biết rằng là trên thực tế những người giỏi người ta sẽ biết dùng ba cái này lẫn lộn, lúc thì người ta có thể có lúc bạn thấy người ta dùng là min hay chứ người ta không dùng hay. Có những lúc người ta không dùng min hay cũng không dùng hay mà người ta phải dùng max hay. Được ha? Thế thì hay đây là kích thước cố định, tức là bạn muốn cái nút đấy trong mọi tình huống nó luôn luôn chỉ bằng đấy thôi, thế bạn sẽ quy định width và hay. Nhưng có những trường hợp mình muốn phát triển cho nó ấy, tối thiểu là nó phải bằng đấy, còn nếu mà dữ liệu có nhiều lên thì nó tự động lớn lên cho phù hợp, thì trong trường hợp đấy người ta sẽ dùng đến min width hoặc là min height, đúng không? Ở cái trường hợp thứ hai là nếu như theo thiết kế của người ta là anh chứa thì anh nhỏ hơn thì cả anh không quan tâm, nhưng nếu mà nhiều thì anh nhiều nhất anh chỉ chứa được bằng đó thôi, thì trong trường hợp đấy ta dùng max các bạn, dùng max là max width hoặc là max height, được ha? Đó. Về background thì các bạn biết background mình có thể dùng background để màu, trường hợp background mà quy định màu chính là background color, đúng không? Còn nếu mà background mình quy định hình thì background image, đó thì cái thuộc tính về background là màu quy định cái nền cho cái vùng chứa, thì các bạn tra chi tiết ở trên W3 School nha. Đường viền thì mình cũng làm nhiều rồi đúng không, kẻ đường viền cái này border đó. Rồi padding thì nãy mình có đề cập đến, tức là khoảng cách từ cái vùng chứa đến đường viền chính là padding, còn khoảng cách từ đường viền đến những vùng lân cận chính là margin. Box shadow này thì mình sẽ dùng để quy định cái bóng mờ, đúng không? Bóng mờ của cái vùng đó. Ví dụ đây mình thử nhé. Quy định cái hình của mấy cái hình trên này nè. Quy định hình nhé. Hình thì sẽ có bóng mờ. Mình làm lịch chơi cho đỡ buồn, đúng không? Cái này phải hình không? Này IMG. Ở đây mình sẽ đi tìm cái đối tượng IMG. Mình sẽ làm box. Box shadow. Và nghe này nói bên kia chán. Làm ở đây nhìn dễ hình dung, đúng không? Nó có 5 tham số khác với text shadow nha. Thằng này thì có 5 tham số. Tham số thứ nhất là theo chiều ngang. Tôi muốn dịch sang bên phải khoảng 8 chấm điểm. 8 chấm điểm. Tham số thứ hai là dịch theo chiều dọc. Tôi muốn dịch theo chiều dọc là khoảng 6 chấm điểm. Đúng ha? 6 chấm điểm. Đó. Rồi tôi muốn rằng độ nhòe của nó khoảng bao nhiêu ta?
nó nhòe đi khoảng 9 chấm điểm, đúng không? Và cái kích thước của nó lớn hơn bình thường, đúng không? Lớn hơn chừng khoảng 12 chấm điểm, hoặc kích thước không lớn hơn thì 1 chấm điểm, lớn hơn 1 điểm đó. Và hàm của mình đây dùng là G, B, A cho màu đen này ha, màu đen. Màu đen thì không 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 đây, không có màu. Và cái phần còn lại là mình muốn tỷ lệ nó khoảng 38%. 38% mà mình có 38 cũng được, đúng không? Thế nhưng đây thì mình sao mình định cái này lại không được, tức là bị thằng khác nó đè cái thuộc tính lên rồi, bốc sơ đồ, đúng không? Hơi kỳ đúng không ạ? Hơi kỳ. Chưa biết nguyên nhân ha. Border radius bằng 12. À, này thì nó tròn mà cái thằng box shadow thì lại không thấy ha. Border radius thì có thể nó bị quy định bốc shadow, nó cấm bốc shadow chạy trên cái này, tức là có cái chỗ nào bây giờ mình đi tìm thì mất thời gian lắm ha. Mình có thể chọn khác, ví dụ chọn này đi, thằng này tôi quy định cái tiêu đề H2 này đặt cái thuộc tính đó. À, thì nó có khung này các bạn, đây có khung này, cái chiều ngang đây, nếu mà dương thì nó chạy sang bên phải đúng không, nếu mà âm thì nó chạy sang bên trái đây. Tại lúc nãy thực ra không phải là không được đâu mà nó không đủ cái vùng để nó hiển thị cái bóng á các bạn, không đủ hiển thị cái bóng đúng không? Đó. Thì cái này thôi mình nghịch cái đủ rồi đúng không? Nghịch cái trang của người ta nó làm chết. Thì cái này mình cái này nó có bóng đó các bạn, lúc nãy mình có làm cũng được rồi, nhưng mà tại mình cái vùng này nó không đủ để nó hiển thị cái đó của mình. Cái bóng của mình đã làm này, cho nên nó bị mình không thấy. Đó, cái box shadow. Các cái thuộc tính là left, top, bottom, right, đúng không? Với lại position thì nó quy định về cái vị trí. Nhưng ở đây thì tôi nói về cái position này thì nó có một cái, có hai cái. Một là absolute, absolute là chính xác này các bạn. Absolute. Cái này thì diễn giải nó hơi mất thời gian, đúng không? Cái thứ hai nữa là relative, relative. Relative là nó có cái sự tương quan ấy, ha, có liên quan ấy. Thì hai cái thuộc tính này bữa sau tôi sẽ nói. Nhưng ở đây có một cái là position này, nếu mình chọn là fix thì nó sẽ cố định trên màn hình các bạn, sẽ là fix ha, fix thì nó sẽ cố định theo cái tọa độ trên màn hình, thì mình sẽ dùng cái này. Display thì cái thuộc tính display này thì mình sẽ chỉ định nó là block, block hay là inline block hoặc là inline, thì đấy những cái mà mình muốn quy định nó hình khối á, hình khối ha, thì mình sẽ dùng cái display, hay là quy định nó hình khối hay quy định nó nằm trên từng dòng thì mình sẽ chọn display. Đó, những thuộc tính còn lại thì chắc cái video sau thôi, bây giờ mà nói nữa thì chắc mình cũng thấy ngán đúng không, phải thấy được cái tính thực tế. Cho nên bây giờ tôi sẽ tạm ngưng ở cái chỗ này, tôi sẽ minh họa cái việc dùng cái CSS này trên một cái sản phẩm, chính là cái trang Yahoo á, ha, Yahoo nha. Mình sẽ minh họa trên cái trang Yahoo. Cái này không cần, nó đi tắt đi nào. Đây tôi gõ vào cái trang này nha các bạn, mail.yahoo.com, nó lại vào đây. À, hôm trước nói mình muốn vô đây thì mình mở cái new, mình chuyển sang cái truy cập bản danh này đúng không, mail.yahoo.com. Thế thì cái trang này á, cái đầu tiên là các bạn phải làm cái phân tích đầu tiên là nó có những dữ liệu gì đúng không? Đó, tức là mình phải làm cái minh họa trong cái bài này để làm cái sai như thế này, thì các bạn phải đánh giá nó có những dữ liệu gì để mình chuẩn bị dữ liệu. Sau khi có dữ liệu rồi thì và phân tích, mình phân tích về cấu trúc ha. Giờ cái việc mà có dữ liệu thì các bạn phân tích về cấu trúc nó sẽ dễ. Thế trong trường hợp này tôi hơ lên đây thì tôi thấy có cái Yahoo Mail mà chữ này thì gõ ra chữ này chắc không dễ rồi đúng không? Để có nhiều khả năng nó là hình thì mình nắm mình lôi này. Thì đây chính là một cái image đúng không?
Nếu không tin thì có thể nhấn nút phải để inspect element, đúng không? Đó. Cái thứ hai, những cái tag mà là link ấy, thì mình hơ chuột lên đây này. Thì các bạn nhìn thấy góc dưới bên trái màn hình chỗ tôi đang hơ chuột vòng vòng này nè. Đó, mình nhìn thấy nha. Hơ đây thì thấy là à đây chính là một link. Hoặc tôi nhìn thấy cái này giống cái nút hơ vào mà mình thấy dưới đây có cái đường dẫn, tức là nó một link. Để mình chỗ đây mình thấy có một cái hình cần lấy nè. À, chỗ này thì tôi thấy chỗ này đánh dấu thì cái này chắc không phải là hình rồi đúng không? Là chữ bình thường rồi. À, nhưng mà dưới này có cái hình lớn như này. À lớn như này mà mình nắm hay không nắm được, đúng không? Không nắm được. Bởi lý do đơn giản thì cái chỗ này nó chính là background, chính là nền. Tại sao biết là nền? Bởi vì mình thấy nó nguyên kín cái nền hết luôn mà mình không nắm được vào thì nó không phải image. À, và thêm cái nữa là mình có thể nhấn nút phải và mình inspect element cái vùng đó. À, vùng đó ha. Và cũng dựa vào kinh nghiệm ấy. Cái này thì là kinh nghiệm thôi, tôi làm nhiều tôi đoán nó phải nằm ở cái này. Để chọn này thì đây các bạn thấy đây chính là cái hình. Đúng nhá. Đây sẽ là cái hình. Lát nữa mình sẽ đây hình rất lớn nha. Chụp một cái hình rất lớn. Đó. Hình rất lớn, lát mình sẽ lưu lại. Được ha. Thế thì như vậy có nghĩa là cái hình dưới này thằng này cũng là cái hình trên chỗ này tụi inspect element. Và theo phán đoán này thì do kinh nghiệm các bạn. Nếu mà mình có kinh nghiệm thì mình đoán sẽ dễ trúng, mà không có kinh nghiệm thì mình đoán khó trúng, đúng không? Thì cái thằng này là tôi biết cái hình nó đây. Đó. Còn nếu mình không có kinh nghiệm đoán trúng là hên thôi, đúng không? Hên thôi chứ chả phải giỏi. Được ha. Đó. Thế rồi cái nút này à tôi chỉ phải là một cái link mà tôi nắm thử tôi kéo thì thấy nó cũng kéo được. Thế là chắc chắn có nhiều khả năng đây chính là nó dùng tag A nó bao quanh một cái link, đúng không? À bao quanh một cái image, đúng không? Nên chỗ này mình cũng cũng là cái hình. Đó. Thế thì sau khi mà mình đánh giá sơ khởi thì tôi thấy à ví dụ chỗ này còn có cái này nữa nè. Tôi có thể inspect element, đúng không? Tôi biết thằng này ô cái này là cái div. À đây này các bạn, nó là cái hình. Được ha, nó cái cả giật đó, nó chính là cái hình cái này. Đó. Thì cái chỗ này mình thấy nó cứ nhảy lên nhảy xuống, cái đấy chính là hình này các bạn. À, thậm chí cái màu vàng ở trên này cũng theo kinh nghiệm mình có thể đoán nó cũng có khả năng nó là hình, đúng không? À, thế thì trong tình huống này, thì tôi đã phân tích sơ khởi là như vậy, được ha? Bây giờ tôi cần phải làm xây dựng cấu trúc. Như vậy chỗ này tôi sẽ mở lên, tôi đi chọn cái nơi lưu trữ, giả sử trong máy của tôi sẽ cất vào trong cái thư mục của cái môn web design trong cái practice, được ha? À, tôi gọi làm cái gọi là mail Yahoo đi, new một cái, tôi gọi tên nó là mail.yahoo.com. Nào. Và trong này ấy thì tôi new một cái thư mục, ở trong trường hợp này tôi chưa làm nhiều, tôi dùng cái image, được ha, và tôi sẽ lưu hình vào đó. Đây thứ nhất là này thì tôi nhấn nút phải save bn, chỗ này tôi chỉ ra trong cái web này tôi mở cái practice, tôi mở cái mail Yahoo, tôi lưu vào cái image, tôi đặt tên cái này, đặt tên lại tôi ý mình nha các bạn, logo, logo. Đó. Cái thứ hai nữa là cái nền này nãy mình chọn rồi đúng không, tôi sẽ lưu lại cái này, tôi đặt tên là bg là background trên trên hả, đặt tên gì tùy các bạn, tôi đặt tên đấy cho dễ nhớ. Cái này mình lưu lại cái này là BG dưới, đúng không? Đó, BG dưới. Cái nút này không biết đặt tên gì, gọi là ca giật đi đúng không? Hôm trước đặt tên ca giật đúng không? Ca giật. Làm đại cho du vậy thôi. Được ha. À còn cái này, nhấn cái này những cái nào là image thì mình không cần phải mở ra, mình nhấn đây mình lưu được rồi. Đây tôi save email. Nút Apple Store, tôi cả nó luôn, giữ tên này luôn. Thằng này Google Store, chỗ này là CMS. Ok. Được nha, ổn đúng không? Thế bây giờ mình xong rồi đó, thì bắt đầu mình sẽ mở Visual Studio lên. Rồi mình open nha các bạn. À, sau khi tạo ra cấu trúc rồi mình sẽ open website, cái nơi chứa cái site của mình, cái site của mình đây, mailyahoo.com để open. Thì sau khi mở xong thì các bạn thấy bên này của tôi các cái hình nó sẽ đưa vào, đúng không? Mình sẽ thấy đấy. Bây giờ mình sẽ chọn cái biểu tượng quả cầu ấy, mình add. Thông thường các bạn nhớ là trang chủ mặc nhiên người ta sẽ đặt tên nó là index hoặc là default. Trong trường hợp này tôi sẽ đặt tên là index.
Mặc dù sau này các bạn biết, khi các bạn giỏi thì các bạn biết rằng mình cấu hình ấy, cấu hình một khi mà các bạn làm việc với máy chủ web, web server ấy, các bạn có thể cấu hình một cái trang chủ tên là gì tùy mình. Nhưng mà thông thường trong thiết kế người ta sẽ chọn cái trang chủ chính là đặt tên, thường người ta đặt tên là index ha. Trong Microsoft thì gọi là default. Đây mình cứ đặt theo cái người ta hay dùng cho nó dễ nhớ ha, cho nó quen, người khác xem cũng dễ hiểu. Ở đây chọn là index. Ok ha. Chào để tắt cái này đi, để hôm trước mở trên mấy lớp và trên lớp á. Chữ nó bự quá, khó nhìn lắm đúng không? Đây font and color. Tôi chọn cái này size 14 rồi. 11 rồi. Ok. Đó. Cái này nó chưa cập nhật vì cái máy của tôi hình như lúc này càng màn hình là có vấn đề. Bây giờ mình sẽ phân tích đúng không? Thế thì đây về đấy là cái phần dữ liệu chuẩn bị xong nha. Bây giờ mình phân tích về mặt cấu trúc dữ liệu để mình tạo. Thì ở trên này này, các bạn có nhiều cách để làm, có nhiều cách để làm ha. Chia ra thì lúc này mình sẽ chia thành các vùng để mình làm. Để nhìn theo cái hướng mà chủ tượng ấy. Thực ra thì sau này các bạn có kinh nghiệm, các bạn sẽ có những cách làm hay. Còn bây giờ coi như mình chưa biết gì hết, mình còn dở. Thì mình sẽ nhìn theo cái cách mà có sự khác biệt đấy. Cái cách làm đơn giản nhất là tôi nhìn đây có một, đây vùng thứ nhất là màu tím đúng không? Vậy tôi sẽ làm một vùng. Ở đây có cái hình nền trên và dưới khác nhau. Như vậy chỗ này là vùng thứ hai, đúng chưa? Cái nặng này thì cũng một cái vùng của cái hình nền lớn như thế này, như vậy này sẽ là vùng thứ ba. Và dưới cùng này sẽ có phần màu tím cho cái phần cuối cùng ấy, đấy là vùng thứ 4. Thì mình sẽ chia làm 4 vùng, đúng không? Ở đây nhắc lại là tùy theo trình độ, kinh nghiệm và quan điểm mà mỗi người có thể chia vùng khác nhau, đúng không? Và thầy đã hướng dẫn các bạn cái cách chia vùng theo cách của người còn kém cỏi, đúng không? Tức là kém cỏi ngay từ ai, đúng không? Trường người chưa giỏi, ok ha, người chưa giỏi thì mình sẽ phân tích theo cái cách đó. Thì trong trường hợp này á, trong trường hợp này mình chia làm 4 vùng, đồng ý nha. Thế thì chỗ này mình sẽ làm 4 vùng. Tôi 4 vùng thì mỗi vùng sẽ làm một cái div, đúng không? Các bạn có thể tạo tắt theo cái ý của mình nha các bạn, tắt theo ý của mình. Nhưng ở đây thì thường người ta, mình sẽ làm cho giống mọi người. Thì mình sẽ tạo ra là 4 cái div ha. 4 cái div. Ở đây thì rõ ràng mình nhìn là thấy một cái điều đơn giản, tức là 4 vùng là nó khác biệt đúng không? 4 vùng khác biệt, trong khi của mình về mã nguồn mình để 4 vùng nhìn thấy giống nhau thì đương nhiên là rất khó làm khác biệt, đồng ý chưa? Trên chỗ này mình sẽ làm gì? Giả sử trong trường hợp này tôi sẽ đặt cho mỗi thằng cái ID để nó không giống nhau. Để đặt cái ID tên là menu. Menu hay là gọi là navigation đi ha. Navigation. Hay là gọi là menu, nhưng mình quen dùng menu thì gọi là menu ha. Đấy, cái vùng thứ hai á, vùng thứ hai tôi đặt tên cho nó, đặt ID cho nó là bằng thuê vùng trên, đúng không? Cái đằng dưới này thì tôi đặt cho nó cái tên là vùng dưới. Trên thì gọi là vùng trên, dưới gọi là vùng dưới. Thằng cuối cùng ấy thì mình đặt tên là food ha. Đúng không? Thì đặt tên gì là tùy các bạn nha. Ở đây tôi lúc tiếng Anh lúc tiếng Việt, tại vì không biết đặt cái gì gõ đại có lung tung đấy ha. Chứ còn thực ra thì sau này các bạn làm việc trong các cái dự án thực tế là nó có quy ước theo cái cách đặt tên để mọi người trong cùng dự án hoặc trong cùng công ty người ta nhìn vô là người ta sẽ hiểu sẽ làm gì, đi tìm cái gì, đại loại sẽ dễ nha. Đây mình đặt lung tung bởi vì mình chả công tổ chức nào cả ha. Lâu ha. Bây giờ xong rồi, bây giờ tôi sẽ làm về cấu trúc nào. Bây giờ tôi có 4 vùng là làm xong 4 cái div rồi đó. Bây giờ bắt đầu về chi tiết hóa thì tôi sẽ giải quyết vùng thứ nhất trước. Vùng thứ nhất đây có một cái image đúng không? Cho nên chỗ này tôi sẽ dùng cái trên cái menu á, cái này tôi gọi là lúc nãy mình đặt là menu 02, mình đặt nó là trên cùng dưới phút mà trên head nó trùng rồi ạ. Tôi để menu đây ha. img src sẽ bằng image logo được ha. Ở chỗ này alternate mình sẽ chọn nó là logo mail Yahoo mail. Ồ đúng không? Cái vùng thứ hai là nó lại nằm về bên phải. Nếu mà suy luận tôi tưởng thì mình thấy hai cái này nó phải nằm đây, mà bây giờ người ta rời sang bên phải, tức là người ta phải tác động để nó nhảy sang đây, đồng ý không? Đó, mình cảm quan là mình thấy như vậy.
Vấn đề thứ hai có một cái nữa là thường thường người ta khi người ta làm có những cái giống như lệnh như này này, mà là từ hai trở lên, tức là một danh sách, thì thường người ta sẽ dùng list. List trong tình huống này thì người ta sẽ dùng dưới dạng UL hoặc OL. Nếu mà mình muốn hiển thị hai cái này mà không có ký hiệu ở đầu mỗi một cái một cái phần tử ấy, thì lúc đấy mình sẽ dùng UL, nó tiện hơn. Bây giờ cái đầu nó có quy luật xuất hiện 1 2 3 4 hoặc là ABCD đấy, thì lúc đấy người ta mới dùng OL, đúng không? Thế thì ở đây có nhiều cách làm, thông thường người ta sẽ làm như thế. Hôm nay mình sẽ chọn cách làm như thế. Cái chỗ này mình sẽ chia ra. Vậy thì chỗ này mình sẽ có một cái UL. Trong UL thì một cái phần tử sẽ là LI, đúng không? Đấy là LI. Mà như suy đoán lúc nãy của mình, sign này chính là một cái tắc E, đúng không? Hơ chuột, chỗ này có link nè. Hơ chuột này. Được ha? Như vậy thì LI thì chắc chắn là chữ E rồi. HLS thì các bạn nhớ là khi quá trình làm các bạn đừng đưa link vào nha, nó sẽ rối mã, đúng. Cái phần code nó rối lên các bạn khó kiểm soát. Cho nên kinh nghiệm là mình cứ đặt nó dấu thăng như đã. Được ha? Tại vì lát nữa mình sẽ mở trên một cái vùng khác là blank. Đó, và trong này thì là sign in, đúng không? Sign in. Còn lại cái setup, đúng không? Setup thì mình copy thôi. Copy ha. Cái này chính là setup. Ổn đúng không? Như vậy là về cấu trúc ở phần trên này tôi phân tích như thế và tôi đã làm xong một cái UL là cái này. Lát nữa mình muốn đẩy sang đây thì mình float, đẩy sang bên phải, float right thôi. Thằng này mặc nhiên là bên trái đấy, không cần đẩy, đúng không? Đó. Cái vùng thứ hai là vùng dưới, là đã mình đã dự kiến mình quy định cái background cho vùng dưới là cái vùng nền này nha. Thì bây giờ nội dung thì mình thấy là có một cái vùng này nó chỉ có dữ liệu nó chỉ chạy từ đây đến đây thôi. Như vậy có nhiều khả năng thằng này sẽ là một vùng chứa con của cái vùng vùng trên, đúng không? Để tôi sẽ đặt cái này trong này là một cái div vùng chứa con, mà chứa con tôi đặt là một cái div. Ở trong vùng chứa con này thì tôi chia ra tôi thấy nó có một dữ liệu lớn bằng nhau nào, lớn đó. Đây, như vậy chỗ này nó chính là một cái tắc h, đúng không? Tắc h mấy thì tùy các bạn nha. Tôi giả sử tôi cho là h1 đi, như vậy đây sẽ có h1, được không? Thế rồi cái thằng thứ hai này tôi thấy có chữ nhỏ nhỏ này, thằng này chính là tắc p này. Tắc p đúng không? Đây chính là tắc p. Và thằng thứ ba này thì có cái nút này, thằng này à nút này mình hơ vào, có thể nó là tắc a mà cũng có thể nó là một cái button, có thể là một cái bit ha. Giả sử đây tôi cho nó là tắc a đi, ở chỗ này tôi dùng cái tắc a là hrm sẽ bằng lát nó đưa link sau. Và thằng này thì ta ghi cũng bằng blank, đúng không? Mở ra một trang mới. Và đây là let, let's go. Đó, ví dụ vậy. Bây giờ thì mình đưa dữ liệu vào, mà trước khi đưa dữ liệu mình quan sát cái vùng dưới thì thấy thằng này nó cũng giống giống thằng kia, đúng không? Tức là thằng này nó cũng có cái vùng này. Quan nhìn này, từ bên trên đỉnh của vùng này xuống đây và từ trái qua thì nó cũng giống giống nhau. Như vậy nếu vậy thì mình sẽ cấu trúc của chỗ này là giống nhau, đúng không? Không có tắc h này, cũng có tắc p này, rồi thằng này cũng là có tắc a này, đúng không? Tắc a nó có image nó khác tí xíu thôi, rồi nó có hai tắc a thôi. Như vậy giống nhau thì mình chép cho nhanh, đúng không? Vậy chỗ này mình copy, copy và đây thì mình paste. Đó. Và tắc h này thì giờ đưa dữ liệu vô thôi. Tôi muốn em muốn có cái chữ us copy. Đó. Và mình đặt được ha. Là cái thằng này, đây là tắc h này, tắc h thì tắc p xong thì mình chép này là cộng đi, thằng này chính là tắc p. Tương tự cái vùng bên dưới này, đường dưới ha, thì follow up copy chỗ này nha, và được đúng không? Ok, tắc p vào này thì mình chép dữ liệu này rồi. Được. Rồi cái này không phải tắt A mà được. Đây. Này là cái hình này, nút của App Store và Google Play. Và thằng này nó là hình cho nên chỗ này mình sẽ xóa này đi. Mình đặt cái này là IMG. À quên, tắt đúng không? IMG SRC sẽ bằng lấy cái hình App Store, đúng không? Đây. Sẽ bằng là Apple. Ổn đúng không? Thằng còn lại thì cũng giống vậy, chép thôi, copy
Và đối với cái này nó chính là Google Play, Google Play. Được ha. Thế còn cái hình thì mình đổi thì mình xóa cái chỗ này đi. Để mình giữ Control bấm Spacebar nó sẽ hiện lên, mình chọn Google Ads. Được ha. Dễ đúng không? Dễ ha. Quá dễ. Bây giờ còn có mỗi dưới này thôi. Dưới này là 7 cái này chắc cũng LI có 2 mục đúng không? 3 mục đó. Thế thì trong trường hợp này tôi cũng dùng dùng cái UL rồi dùng cái LI rồi chắc chắn nó có tắt A luôn. HLF chưa tính gọi dùng nhiều thăng đâu. Tại vì thôi tại vì ha sẽ bằng blank và trong này thì mình gọi cái này là about our app ha, cái này là about our app. Ở đây thì mình chép copy ba. Cái thằng thứ hai này chính là policy, privacy policy đúng không? Này chính là privacy. Thằng thứ ba này chính là term of service. Được ha. Đó như vậy cấu trúc là xong rồi đó, cấu trúc xong rồi. À còn vài cái điểm nhỏ chỗ này nó cần phải rớt như mong đợi. Đây is rớt, com rớt đúng không? Muốn rớt đúng không? Muốn rớt chỗ này làm gì? BR đồng ý không? Cái này muốn rớt BR xong. Follow up thì chỗ này quit này rớt này BR. Feed up này cũng BR rớt. Được ha. Các bạn thấy này, cấu trúc này đưa bàn tay lên màn hình từ ấy. Xem từ đây đến đây có hết một gang tay không? Chưa đến các bạn. Hay giờ lên nó mới mới được có chừng 70% gang tay ngắn đúng không? Cấu trúc như này là ngắn lắm. Bây giờ mình làm xong rồi, mình chạy thử xem thành quả nãy giờ mình phân tích đẹp đẽ như thế nào đúng không? Chỗ này mở. Ồ. Đấy, kết quả mình làm xong rồi, đúng không? Buồn đúng không? À không sao. Đây mới là cấu trúc thôi. Các bạn muốn thể hiện theo mong đợi thì các bạn phải CSS đúng không? Đấy chính là cái phần mà mấy cái bài về CSS mà mình học cascading style sheet đúng không? Thế thì bây giờ tôi muốn CSS, sau này các bạn tuyệt đối không được CSS vào trong cái tag đó nha. Mình bắt đầu tập CSS làm thấp nhất là internal. Sau đó sau này từ bài thứ hai bài sau giờ đi là các bạn buộc phải CSS bằng external CSS. Thế thì chỗ này các bạn lên đây các bạn style thôi. À, style và như thai sẽ bằng text CSS. Ồ đúng không? Bây giờ tôi muốn tác động thứ nhất là lên menu. Bây giờ tôi chi tiết hóa cái vùng thứ nhất. Vùng thứ nhất là vùng này. Đấy. Cái vùng này thì cái menu của tôi á, tôi lấy màu này màu tím ấy, thì cái cách đơn giản nhất chính là gì, mình chép màu của người ta. Thì cái này suy luận chả có gì để suy luận, mà nhanh nhất là mình copy cho đỡ mất thời gian các bạn. Như vậy tôi sẽ quy định cái màu này vùng trên này, này gọi là menu đúng không, ID menu. Menu của tôi menu của tôi thì tôi có background background color đúng không, chính là cái màu vừa trộm được đúng không? Đơn giản rồi đó. Vấn đề thứ hai là tôi nhìn là từ cái đỉnh của màu tím này đến chữ H, đỉnh trên chữ H này và từ đáy này đến cuối của chữ Y này nó bằng nhau đúng không? Như vậy cái này là fading, tại vì đây màu tím là nó ra hết thì có nghĩa bên ngoài này và bên trong này chính là fading không, đường viền vào đến nơi chứa đúng không, nó là fading. Thì bên trái này fading left cũng có, vậy là đồ này tôi sẽ thiết lập cái này là fading cho nó. Fading đúng không? Chiều dọc tôi muốn là 8 chấm điểm, chiều ngang tôi cho nó chẳng 28 chấm điểm cho đại thôi hả? Bây giờ tôi thấy có một cái điểm như thế này, hồi nãy mình phân tích thì bên trên này màu tím, ở dưới cùng này cũng màu tím luôn. Thế nếu mà mình làm như thế này á, thì sẽ dẫn đến một cái chuyện là lát nữa bên dưới cái thằng food muốn màu tím mình cũng phải lại thêm một cái lệnh background, đúng không? Cho nên tôi chọn cái tình huống là tôi sẽ đặt cho một cái class tên là tím đi, đặt tên là class tên là tím. Và cái class này tôi sẽ đặt cho cái thuộc tính là background color chính là màu tím, đúng nhỉ? Đó. Và bây giờ tôi muốn cái menu của tôi ấy, có màu tím thì tôi chỉ gắn class gắn vào cho nó là tím. Thằng food ở dưới này, thằng food ở dưới này ha.
class tôi muốn nó tím thì cũng class tím ngắn là được, đúng không? Đó. Chỗ này thì tôi refresh cái trang mà lúc nãy đang buồn buồn vì nó xấu quá, đúng không? Đấy, mình thấy có tím à, đấy, có thấy tím là mừng rồi đó, có tím là mừng rồi, đúng không? Bây giờ tôi lại tiếp tục nha, tôi vẫn chi tiết hóa nha, vẫn chưa quá trình chi tiết hóa, mình quan sát tổng toàn cục. Tức là ví dụ mình tác động lên, bây giờ mình thấy này, tác A này, tác A này, tác A của mình, say in sao, let's go, about hours, hours, rồi privacy policy, term of service, vân vân. Những cái này ra đang một chữ màu xanh, mà mình muốn chữ trên nền màu trắng, không có cái đường chấm 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 đầu nào. Để trong tình huống này mình sẽ tác động lên những cái thằng, thứ nhất là UL, UL ha. Nếu là UL thì cái list style lúc nãy mình nói ha, list style là nâng được ha, không có cái dấu tròn tròn, đấy là điều thứ nhất. Cái thứ hai á, cái thứ hai là cái tắc A, tôi để ngay cho nó ngắn nhìn đỡ đỡ rối ha. Cái thứ hai là cái tắc A của mình á, cái tắc A của mình ấy, thứ nhất là có mấy điều. Nhất thì tắc A của mình là tôi không muốn nó bị màu xanh, nó phải có chữ trắng. Thứ hai là nó không có gạch chân, đúng nhỉ? Thế thì đây tôi là tắc A, color chữ là gạch trắng, white, không gạch chân, như vậy là text decoration, không có trang trí, đúng không? Là nên được. Tôi muốn từ chữ đến phạm vi, từ cái chữ bên trong cái tag A đến phạm vi giới hạn của nó cách tí xíu, tôi đặt padding ha. Padding là 6 chấm điểm, chưa biết đặt đại đâu, được ha. Có một điểm là liên quan cái display của nó này nói, tức là các cái li, tức là cái li trong UL biến chỉ ra UL li, đúng ha, li. Thì tôi thấy như thế này của người ta nha, nhìn cái của người ta mình đoán, thấy cái này cũng do kinh nghiệm mình hiểu, mình hiểu biết được thuộc tính thì mình sẽ làm được. Thì mình thấy là những cái như cái li này, đây có hai li này, nó thành khối nằm trên cùng dòng, hoặc dưới này là khối nằm trên cùng dòng, theo ngữ nghĩa là mình hiểu như vậy. Thì trong tình huống này mình sẽ chọn cho nó là display là inline, inline block, đúng không, khối mà nằm trên cùng dòng, nãy thầy có nói đó, block hoặc là display inline block. Với tắc A này thầy cũng muốn nó hiển thị như là một khối, thì cái này tôi dùng cái đồ tính lúc nãy là display là block. Thì tạm thời là tạm ổn cái đã ha. Vấn đề là tôi muốn cái tắc UL này, như vậy tôi tưởng tượng là sau khi định dạng như thế xong thì hai cái dòng này nó sẽ nằm trên thành một khối, là hai cái khối nằm trên cùng một dòng với nhau. Đó. Thế nhưng mà cái cùng một dòng với nhau tôi không muốn nằm đây mà tôi muốn nhảy sang bên phải, như vậy là phải float right, đúng không? Như vậy cái UL này của tôi sẽ là float, float right, được không ạ? Làm thì như thế này là đúng nhưng sai, nhưng mà nếu như vậy thì nó sẽ có cái dở chỗ là trên, nếu mà dùng type select cho UL này là float right, thì trong tình huống như thế ở trên giao diện này có bao nhiêu UL, đây có một UL, đây có một UL là luôn luôn bị float right là nhảy sang đây hết. Cho nên trong tình huống này thường người ta không dạy gì mà người ta float right cho một cái tắt thuộc loại type, thuộc cái loại CSS là DOM selector nha. Mà người ta thường người ta khôn khôn người ta sẽ làm gì? Ta làm cái class ta gắn vô, đúng không? Ngay chỗ này mình sẽ khuyến mãi cho nó một cái class tên là phải, phải tức là đẩy sang phải đấy, là float right. Và nhân tiện đây thì mình đã cho nó thì mình tặng thêm cho cái trái luôn, đúng không? Đẩy phải thì thế nào cũng có lúc đẩy trái, đúng không? Trên chỗ này tôi lời copy, copy. Đẩy phải kiểu gì cũng sẽ có đẩy trái. Trên chỗ này tôi đặt cái này là trái. Và chỗ này thì float ấy, tôi đặt nó là float left, left. Được ha. Đó. Và thông thường cái này là theo kinh nghiệm thôi. Tức là các bạn chưa kinh nghiệm thì thầy học hỏi từ những người có kinh nghiệm chỉ lại cho các bạn ha. Thế là những cái kinh nghiệm mà thường thường ấy là khi mà đẩy hết một vùng là người ta phải xóa định dạng để tránh trường hợp là nó bị cái hiệu ứng domino ấy, là nó dồn từ đầu từ trên xuống dưới sang những vùng khác, đúng không? Làm cho mình mất kiểm soát. Thì thường người ta hay dùng, người ta có một cái class này, clear, clear, fix. Thầy dùng đúng cái tên nhưng thực tế người ta hay dùng này ha, để dùng cái này,
Và cái này người ta dùng là clear bầu, xóa hết tình dạng, xóa hết cái việc đẩy trôi nổi trên bề mặt màn hình để sang phân đoạn mới thì nó lại tiếp tục bắt đầu lại từ đầu, đúng không? Và nếu như vậy thì bây giờ tôi muốn thằng này sang bên phải, thằng nào sang phải tôi đẩy thôi. Thằng UL này tôi muốn phải thì class tôi sẽ gắn cho nó là phải, được ha? Tôi sẽ làm được gắn vào. Và như vừa giờ mình nói thì đây mình có đẩy phải này. Vậy thì trước khi hết cái vùng này của mình là vùng tím đúng không? À, vùng menu đúng không? Thì trước khi hết mình sẽ tạo ra một cái div, mình sẽ tạo ra một cái div ha, và mình gắn cái div mà click fix vào ấy. Đấy thì để nó xóa định dạng đi. Thì cái div này người ta thường người ta gọi nó là div giả, div giả ha. À, làm ra mà chả chứa gì hết, nhưng mà thực ra người ta để người ta dùng, người ta gắn cái class click fix nó xóa định dạng, không cho nó ảnh hưởng xuống những vùng dưới. Nhớ nha, cái này đặt ở trước khi kết thúc cái vùng này. Thử xem, nãy giờ công sức suy luận nhiều nhức đầu rồi đúng không? À, các bạn refresh. Đấy, nó lên rồi nè, đúng không? Đó, nó lên rồi đó. Thế nhưng mà hình như có gì đấy sao sao đúng không? Có gì sao sao, chỗ này nè. Các bạn nhìn thấy những cùng người ta nè, đây nhìn của người ta. Cái này nó dính sát lên trên này, bên trái nó dính sát ra ngoài màn hình, đúng không? Nó màu tím á, đang nhìn nó màu tím nó dễ nha. À, thế mà cái này của mình thì nó cách một chút, đúng không? Các bạn có thể debug, debug vào cái vùng menu nè. Debug vào cái menu của mình. Thì mình thấy rằng là cái menu của mình đây thì không có gì đặc biệt, chỉ vào đây là mình thấy nó nằm bên trong. Mà cái phần kia nó vẫn có cách, có nghĩa là cái vùng chứa nó là bị tác động lên nó, đúng không? Như vậy chỗ này là cái div này là không phải mong đợi, là không phải lỗi của cái div này, mà cái thằng chứa nó trong trường hợp này nhìn thấy chính là body, đúng không? Đấy, mình chỉ body, khi các bạn chỉ vào body, chọn body ấy, thì các bạn nhìn thấy ở trên cái vùng này mình thấy margin là 8, thấy không? Mặc định là 8. Thế thì nếu vậy thì mình hiểu rồi, cho muốn cho nó sát, đúng không? Muốn hiểu cho nó sát. Thì trong trường hợp này tôi sẽ chỉ vào thằng body và tôi quy định nó là margin là bằng 0. Được ha? Bằng 0 thì nó sẽ hết bị cái đó. Bây giờ mình refresh. Đây. Dính lên rồi đó, dính lên rồi đó, đúng không? Là ví dụ. Bây giờ có bạn hỏi là ủa với cái mail Yahoo này nó bị thấp hơn thằng bên này, và em muốn cái thằng này nó xuống tí thì sao? Này dễ mà, cái này các bạn tự làm được. Inspect element và cái image này, các bạn quy định margin nó với cái vùng trên, margin top. Margin top sẽ bằng, ủa đâu rồi? Margin top sẽ bằng 8 chấm điểm. Thấy không? Muốn tăng được không? Đó. Muốn giảm không? Tùy đúng không? Nhưng mà đừng có quy định bội ha. Có thể lát nữa mình sẽ dùng đến đó. Bây giờ mình quy định cái vùng trên và vùng dưới này các bạn. Thế thì vùng trên này của mình, vùng trên đây. Thế thì vùng trên và vùng dưới ha. Vùng trên và vùng dưới mình sẽ quy định cái vùng này xong rồi đóng lại nha. Đóng lại này. Bây giờ tôi sẽ làm với vùng trên, tức là tôi sẽ chỉ định vùng trên. Thì thứ nhất tôi dùng background color, background image, đúng không? Thì đây mình sẽ dùng cái hàm UIL để mình chỉ ra xem cái hình nó nằm đâu, để chỗ này các bạn dùng dây kép để chỉ ra cái đường dẫn đến hình image chính là bezier chain, được nhỉ? Cái thứ hai nữa, màu của cái trên này mình nhìn nào, nếu mà các bạn để ý đây mình sẽ thấy vùng trên thì chữ màu trắng, đúng không? Chữ này toàn bộ chữ màu trắng, vùng dưới thì chữ màu đen, đúng không? Đó, cái màu tím thì tính sau. Thế như vậy có nghĩa là dù vùng trên thì color sẽ là màu trắng, đúng không? Tức là white. Đó. Rồi bây giờ mình chạy thử cái vùng trên xong mình làm vùng dưới tiếp luôn ha. Thế thì vùng trên của mình đây, mình refresh. Đấy, mà cái này có chút xíu à. Đồng ý em, có chút xíu à. Trên chỗ này mình rồi hiểu rồi. Vậy vùng trên này mình quy định cái chiều cao, cao của nó bao nhiêu. Như vậy là hay. À, và trong trường hợp này thì tôi quy định hay là ví dụ như 788 đi. Đấy, được hả? Và tôi không muốn nó cách những cái vùng xung quanh là bao nhiêu hết, nên margin của nó bằng 0. Giống nhau thì chép đúng không? Copy. Đó, paste. Vậy vùng trên là như vậy thì vùng dưới mình đặt là vùng dưới. À, vùng dưới. Và BG ở đây thì là BG dưới. BG dưới. Được ha. Rồi mình lưu lại, chạy thử nha. Chạy thử xem kết quả vui không.
ổn đúng không? Đấy, có vùng trên có vùng dưới đấy. Mặc dù chưa được mong đợi thì cũng thấy vui rồi đúng không? Vui hẳn. Đó. Thế giờ mình tiếp theo chỗ này mình sẽ làm một cái ổn ha. Bây giờ đến cái lượt thằng H1 với cái thằng deep. Mình muốn cái deep này nè. Deep này của người ta là nó chạy vào đây. À, từ trên này xuống, từ trên này xuống đến đây là bao nhiêu? Ví dụ một phần đi từ trái này vào nó sẽ gấp 2 lần rưỡi đúng không? Giả sử từ trên này tôi cho là 80 thì chiều này 2 lần tức là 160 cộng với 40 nữa tức là khoảng 200 đúng không? Giả sử tôi suy đoán cho bao nhiêu cho nha. Thế nhà chỗ này tôi thấy hai vùng trên và vùng dưới cái deep bên trong ấy là giống nhau cho nên chỗ này tôi sẽ chỉ ra vùng trên mà cái deep đúng ha. Tôi dùng group selector này. Rồi vùng dưới mà cái deep đúng ha. Tôi muốn những vùng này thì có padding. Ổn không? Padding. Padding top của nó. Padding top là nhiêu ta? Padding top của nó sẽ là tám mươi, chiều ngang là 200 được ha. Đó. Thì mình sẽ quan sát thấy cái vùng này của mình, refresh nha. Đấy, thấy không? Đó. Ra cái vùng này, vùng dưới cũng vậy luôn. À, vùng dưới thì phải màu đen đúng không? Đấy, trong trường hợp này, nãy mình color vẫn là trắng này, này black, luôn ha. Ở chỗ này mình thấy nó rất là đẹp. Về size chữ của thằng này ha, size chữ của này thì mình bắt chước nó đi cho nó nhanh. Chỗ này mình sẽ tắt cái của mình là H1 nhưng mà trong này của nó dùng là tắt H2 này các bạn. Mà khi các bạn chọn cái tắt này ấy, các bạn nhìn thấy ở đây người ta quy định, người ta mình bắt chước nó. Nó dùng font size là 54, line height là 1.12, chiều cao đấy ha. 12 này là 1.12 nên nó hiểu 1.12 em. Đó. Font weight là 600. Letter spacing đúng ha, sẽ bằng 0.05, tức là khoảng cách giữa các cái ký tự này nó sẽ sát lại. Thì chỗ này mình sẽ chỉ ra. À, nếu vậy tôi dùng thứ nhất là vùng vùng trên đấu thang vùng. Ủa mà sao nó báo nó không có hỗ trợ mình ta? Vùng trên deep ha. Rồi H1. Rồi phải. Rồi cái này là vùng dưới. Rồi trong đó deep ha. Rồi H1. Rồi. Thứ nhất là font size. Font size sẽ là 54, mày bắt trước nó đấy ha. Đó là đơn giản. Thứ hai nữa là font weight. Font weight sẽ là bao nhiêu? 600. Line hay 1.12 gì nữa ra letter spacing đúng không, khoảng cách giữa các ký tự ấy là 0.05 yen. Đó, ví dụ vậy. Và mình thử nha, thử refresh ổn đúng không? Đấy, nó sẽ là cái này. Có vài cái điều nhỏ nhỏ lúc nãy cái này của mình nó sát quá đúng không? Các bạn muốn thư giao ra như thế này. Và cái trên này nãy mình thiếu cái khung á, giờ mình sẽ làm thêm cái khung nữa nha. Như vậy chỗ này tôi sẽ làm cái class tên là khung. Đối với khung ấy thì tôi muốn có border. Border này là 2 chấm điểm. Solid làm đường đặc ha, và màu là màu trắng. Tôi muốn cái đường border này nó hơi lượn góc chút, các bạn để ý này, góc này nó hơi cong cong nhẹ nhẹ, 2-3 chấm điểm vậy đó, cho nó bớt cứng các bạn. Đây là mình dùng border radius ha, ví dụ như là 3 chấm điểm, tùy các bạn muốn cho bao nhiêu cho. Thế thì ở đây trong cái lúc nãy mình thiếu đúng không, tức là tag A này nè, mình muốn tag A này nó gắn cái class đó, thì các bạn có thể để đầu để vui cũng được, class sẽ là bằng khung, nhớ là khung ha, khung. Đó.
và giả sử cái này một cách thằng kia làm chút, thì cái khung này mình sẽ chỉ cái thằng margin của cái khung này ha, margin left cho cách thằng kia làm chút, thì margin left chỗ này mình cách nó chừng 38 chấm điểm được ha, lưu lại. Thì đây mình thấy này, cùng mình cũng có khung đàng hoàng được ha, nó cách ra. Nhưng mà cái khung này của mình theo chiều dọc thì chắc cũng tạm ổn. Nhìn đây này, chiều dọc của nó, à chiều dọc của mình nhỏ hơn, chiều ngang nó lớn á. Thì chỗ này các bạn đặt padding ra, này là padding của cái khung này. Thứ nhất chiều dọc cho tăng thêm 3 chấm điểm ha. Và chiều ngang thì mình cho nó 18 chấm điểm được ha, là ngang và dọc. Thì chỗ này mình cũng refresh cái khung này lên thêm thêm. Đấy, khung của mình vẫn chưa đủ các bạn, vẫn chưa đủ. Ba này còn ít, cho hẳn 9 đi. Cho nó bự ra có gì sửa sao đúng không? Đó. Được đúng không? Ra cái này. Đó. Ổn ha. Bây giờ mình quay trở xuống bên dưới này nha, cái chữ mà mã mã này sẽ làm sau cùng. Bây giờ mình giải quyết cái nút Let's Go. Ở đây mình cần cái nút màu xanh giống của họ. Nút họ này. Đúng nha, đúng rồi. Ở đây thì mình sẽ làm cái nút, mình cũng làm cái class tên là nút. Nút ở đây thì tôi có background là cái màu này và mình chôm là nhanh nhất đúng không? Đánh dấu cái màu này thôi. Chữ trắng thì đương nhiên là ở phòng trên là một chữ trắng rồi, mình không quan tâm. Cái chỗ này là background background color chính là cái màu vừa đi chôm được đúng ha. Chữ thì màu trắng là đương nhiên là anh biết rồi đó, ha. Rồi chữ của nó là mình cho nó padding chút. Padding ha. Ví dụ padding này mình cũng 9 chấm điểm. Ngang nó là ví dụ 32 chấm điểm. Đó. Rồi cũng có border radius. Đúng không? 6 chấm điểm. Tùy các bạn nhé. Là mình sáng tạo mình cho vô để nó thuộc thôi. Đây, nút của mình. Xong thấy nút ta. À, làm rồi mà không nhớ gắn, đây là cái bệnh mà mình hay quên đúng không? Đây cái nút này, vậy thì cái thằng A này em phải gắn cái class nút cho nó ha, nhớ nha. Các bạn hay bị quên và nói thật ra với các bạn, mọi người làm hay bị quên cái vụ này. Đấy, ồ, phải làm sao? To đùng hả? Đúng không? À, em muốn cho nó ngắn lại, vậy thì mình quyết định cái width thôi. Nút này có cái width. Width chứ không phải window nha. Width này ví dụ 123 chấm điểm. Thử tiếp đúng không? Đấy nhỏ lại rồi. Mà chữ này không giữa. À muốn giữa thì text align. Mới học lúc nãy đấy hả? Center. Đúng không? Center quá bình thường. Lưu lại. Thế thì chỗ này mình thấy này. Đó là xong. Được không? Như vậy các bạn thấy rằng là có một cái dở của mình, nãy giờ mình làm cái nút này nè, mà mình bấm rồi mình quay qua, rồi bấm rồi mình làm quay lại mấy lần đúng không? Tức là nếu như các bạn có kiến thức, tức là mình nhớ được tính, rồi mình có kinh nghiệm, thì các bạn chỉ cần nhìn vô là các bạn biết là à, nhìn này, nhìn vào cái nút của người ta này. Tức là tưởng tượng là sau này các bạn làm, các bạn nhìn cái hình nhưng mà có cái nút như thế này, là các bạn nhìn cái này các bạn phải ước lượng được ha. Thứ nhất là chữ nằm giữa, vậy take a line, từ cái chữ này nó cách ra nhiều này, chắc chắn là padding đúng không? Rồi chữ này phải có cái nền background color, phải góc này hơi lượn lượn, tức là border radius, đồng ý ha? Thế thì vừa giờ thầy làm thì các bạn thấy là mình cứ chuyển và gõ được cái này xong, bắt đầu quay ra lại nhìn thấy chưa được, thế mình lại quay lại như thế này, mình gõ thêm được cái border radius, xong mình ra lại thấy chưa được, dài quá, thế lại quay lại gõ được cái width, đúng không? Có cái width xong thì quay vào lại nhìn thấy ô nó bị lệch, thế lại quay vào lại text center đúng không? Đấy, thế thì để khắc phục cái chuyện mà nó ngớ ngẩn như vậy, đồng ý ha, là con phải làm nhiều, đồng ý không? Đó, bây giờ thấy mô tả đúng cái mà mình lời ấy, mình ít làm mà mình không biết, thì cái dở nhất của mình chính là gì? Cứ quay qua quay lại đúng không? Phiền. Nhớ làm nhiều nha các bạn, làm nhiều thì các bạn sẽ có kinh nghiệm, vẫn nhìn vô là các bạn biết là phải làm gì cho chỗ đó, chứ mà cứ giật qua giật lại theo kiểu như vậy. Bây giờ thì có một cái điểm nhỏ nhỏ đúng không? Có một cái này thì nó liên quan đến thuộc tính của
Cái thằng trên này thì tùy lát lát, lát giải quyết thằng này sau nha các bạn. Cái thằng này chỗ này có một cái là cái này của mình thì đấy với cùng người ta nó cũng không giống nhau mấy, thấy không, không giống nhau mấy đúng không? Thì đây nó có liên quan đến hai cái thuộc tính đối với cái background này. Thứ nhất là cái hình lúc nãy thì mình biết cái hình hình nền này nó lớn hơn cái màn hình của mình. Trên chỗ này mình nhìn thấy cái điểm này nó chỉ là một phần ở góc trên bên trái, còn toàn bộ cái hình nó sẽ lọt ra bên ngoài đúng không? Cái phần dưới mà cái phần mà bên ngoài này không nhìn thấy nữa. Thế thì ở đây cái trạng thái nó có một cái tức là background size, để nó ra cái kết quả như thế mới giải thích được ha. Background size kích thước ấy, thì trong này nó có nhiều mục chọn nha, một là auto, hai là content, ba là over. Thì đây thì muốn chọn cái over, over cover ấy ha, cover tức là nó gói gọn trong cái vùng đó. À, ví dụ đây mình đặt hai cái này là background size chính là cover được ha. À, sau khi mà đặt xong ấy, đây cũng là coi như mình lật qua lật lại mình chấp nhận được, bởi vì mình chưa giỏi nha các bạn, chưa giỏi nên là thôi cũng được, chấp nhận cho lật qua lật lại, refresh đúng ha, thấy ổn lại một chút vậy đó đúng ha. Thế nhưng mà đây mình sẽ thấy rằng là nó vẫn không khớp được với cái hình này giống của người ta mấy, của người ta này nè. Đấy, của nó nếu để ý kỹ ấy, đây mình không có thời gian mình chưa nhìn thấy đâu. Thế thì ở đây thì người ta muốn tập trung hiển thị giữa và màn hình này, thì người ta chỉ quy định cái background position là nó còn cái thuộc tính nữa các bạn. Đây chính là background này, position là vị trí của cái hình đấy, mình muốn nó giữa tâm màn hình 50% đúng không, 50% và chiều dọc thì nó lệch xuống bên dưới 70-80%, thầy nhớ không nhầm, thầy debug nó là 80% rồi ha. Thì ở trên này cũng vậy đó, này background sai này ta chiều dọc là 50%, chiều ngang là khoảng 80, tức là tập trung hiển thị ở cái khoảng gần dưới cùng, gần dưới chân này đúng không, thì nó mới giống. Đây chỗ này mình refresh. Chơi kỳ ta. À, background position các bạn. Cho tầm 7 đúng không? Background sai. À, mình dùng sai thuộc tính là nó ra tầm 7 là mình biết tại sao. Đây. Được ha. Đây. Đây chính là cái vùng của mình. Nó vẫn còn có một cái chút hơi lệch lệch nhé, tại vì cái này hiện giờ bạn kéo lên là cái thằng tím này nó chạy theo. Còn của người ta này, kéo lên là cái màu tím nó đứng im, đúng không? Thế nó vẫn còn lệch lạc chút xíu, lát nó mình giải quyết cái vụ đấy sau. Bây giờ quay đến cái nút này, như vậy cái phần trên này ổn đúng không? Coi như phần trên này tạm thời chấp nhận. Bây giờ phần thứ hai là phần dưới, là phần này. Phần này thì cái nút này bự quá. Thế thì cái kinh nghiệm người ta sẽ hay làm như thế này. Tức là cái hình ấy, cái IMG, người ta sẽ cho cái hay là width của nó sẽ là 100%, đơn vị tương đối lúc nãy mới nói đúng không? Tức là gì, người ta không bao giờ nó chỉ định kích thước cho cái tắc này, mà người ta sẽ quy định nó là width hay, và đối với cái vùng đấy lớn bằng nào thì người ta sẽ dùng một cái dip, một cái thành phần khác để bao bên ngoài. Và như thế cái thành phần kia nó kích thước bao nhiêu thì thằng này 100% là nó bằng đúng kích thước mình mong đợi đúng không? Thế trong trường hợp này tôi dùng cái tắc A đi ha. Ví dụ tắc A mà nằm trong cái thằng vùng trên, a à, vùng dưới chứ ha, vùng dưới trong cái dip có cái tắc A. Thế nếu như tắc A này thì tôi quy định hay của thằng tắc A này mắc hay đúng không? Mắc hay sẽ tối đa của nó chỉ là 38 chấm điểm, nhiều nhất là 38 chứ không được nhỏ hơn, đúng nhỉ? Vì sau chỉ khi sau khi quy định cái thằng này 100% mà bên trên thằng vùng chứa nó tôi giới hạn kích thước, thì tôi refresh thấy cái nút này nó sẽ nhỏ trở lại. Mình dùng mắc hay cho nên nó không bị ảnh hưởng 100%, mà mình dùng hay mới đúng các bạn, dùng hay nha. Thằng này hay 100%. Thế thì một thằng tương đối một thằng chính xác, thì chỗ này nó tự động nó nhỏ. Ủa sao kỳ ta? Giận đúng không? Deep nè, vùng dưới. Trên này mình đặt là vùng trên. Mình đặt là vùng trên thì mình đoán bậy đúng không? Này vùng dưới mới đúng. Nãy trả lời chi luận truy xuất sai đấy đúng không? Đây chỗ này thì nếu vậy thì có lẽ là thằng mắc hay này cũng được. Được ha. Mắc hay cũng không sai nha, nãy truy xuất tầm 7 nói bậy này.
Đấy. Sau kỳ ra. Ngày đây tôi không không dùng cái mắc hay, tôi để hay luôn. Vậy lúc nãy cái mắc hay mình cũng nói bừa mà cũng trúng rồi đúng không? Hai cái nút này. Bây giờ tôi muốn nó nằm trên cùng hàng thì bây giờ mình gắn cái dip nãy mình khuyến mãi cái này này bạn, khuyến mãi cái trái này đúng không? Nên chỗ này tôi ok khuyến mãi cái trái. Nên thằng này mình class sẽ là trái. Được ha? Và thằng này cũng class sẽ bằng trái. Đó. Và theo nguyên tắc là cứ hết vùng này thì tôi xóa định dạng class sẽ bằng clear fix. Được ha? Là để tránh nó đẩy vào đằng sau. Ở chỗ này mình thấy mình refresh. Đấy nó lên này. Được ha? Bây giờ còn cái này, ở đây thì mình thấy từ thằng này với thằng trên này nó có vùng trắng. Ở chỗ này mình mới inspect element này, mình kiểm tra. Thì các bạn để ý nhé, mình chỉ vào cái tag A thì thấy nó vừa đủ đúng không? LI nó cũng vừa đủ. Cũng vừa đủ. Mà chỉ vào UL thì thấy cái vùng vàng nó chỉ ra dư trên và dưới là chiều dọc. Thì mình thấy thằng này UL này nó rất là mất nét, mặc nhiên nó sẽ chỉ ra các cái giá trị 1 em, star n 1 em đúng không? Inline 40 vm không đúng, vậy thì mình sẽ quy định luôn thằng này. Nếu mà mình quy định cái thằng này là margin bằng 0 thì thằng này nó sẽ không bị nữa, ổn đúng không? Đó. À, đấy mình từng cái mà giải quyết được, mà không những giải quyết được thằng này mà trên này cũng giải quyết được luôn các bạn. Trên này nó cũng không bị, mà này nó giữa luôn. Hồi nãy thầy nói là mình đừng có chỉnh cái này vội, làm xong rồi mình mới chỉnh đúng không? Thì cuối cùng là bây giờ chính là vì thằng này nãy nó có UL, thằng này là UL mà nó bị dư trên đó. Trên là thằng này nó với thằng này nó không đều, không đều nhau được ha. Nên chỗ này mình thấy margin bằng 0 đi. Thế còn ở dưới này mình muốn nó thưa ra thì lúc đấy mình sẽ quy định cái tag A của thằng này là padding bằng bao nhiêu đó. Này padding bằng 6 đúng không? Bằng 6 không đủ. Vậy thì lát nữa mình padding thằng margin này, đúng không? Padding margin. À tầm padding cái thằng LI đi. Padding con này tới chiều dọc và mình ví dụ mình cho nó bằng bao nhiêu ta? Cho bằng 12 chấm điểm. Được ha? Thử nha. Đấy, nó thưa ra một chút. Ở trên này cái thằng này lại lớn lên một chút mà thì trường hợp đấy mình đẩy lên. Được ha, hoặc là mình LI của cái thằng gì foot thôi. Để tôi sẽ LI của thằng foot thôi. Cái chỗ này tôi thứ nhất cái thằng foot. Đúng không? Mình phải foot chúng ta. Foot thì UL rồi LI thì tôi sẽ padding. Padding cho nó là 12 chấm điểm. Đó. Rồi thằng UL đúng không? UL muốn dùng chung như nhau hết thì trên này tôi không chỉ vào đâu, chỉ UL này có margin sẽ bằng là 0. Đó. Lưu nha các bạn. Bây giờ mình chạy này. Đấy, thằng này ổn đúng không? Ổn nào. Đó. Ủa vậy thằng này là sao nằm giữa? Ba cái mục này nằm giữa màn hình chỗ này. À cái này thì rất đơn giản các bạn. Cái này muốn giữa thì các bạn chỉ cần UL mình text center, text align là center thôi. Này là text align là center. Định dạng cho cái UL nha các bạn. Định dạng cho cái này, này. UL. Thì mỗi một phần tử LI của mình là inline block là trên cùng hàng mà nó center thì có phải nó ra giữa không? Này. Nó được xem như chữ đó. Thì chỗ này mình refresh. Đấy các bạn thấy ô. UL đúng à? Text align là center. À thằng này nó không hiểu rồi. À, thằng này lúc nãy có hiểu. À nó chưa nhận cái này của mình. Chưa lâu nữa các bạn. Mình hay quá đúng không? Này, chỗ này còn dấu sao? Chưa lưu lên là nó chưa biết là có text align là center. À, chỗ này mình refresh. Hồi hộp đúng không? Nó ra giữa nè. Đấy. Cái cơ bản là xong đúng không? Xong rồi đó. Bây giờ còn cái tím tím này, mình kéo lên nó phải đứng lại đây nè. Thì trong trường hợp này con sẽ
quy định cho cái này position cho cái menu này. Lúc nãy mình đặt cái menu này position là fix được ha, cố định nhá. Cái này cố định nhá, này bây giờ kéo là nó nằm đây được. Đó, khi cố định lại thì mình thấy rằng là nó lại nằm co lại chỗ này. Tôi muốn nó phải đi hết mài ngang màn hình, cái chỗ này mình width sẽ là 100%, đúng không? Đó, đây là ok, được ha, được không? Thế còn cái này thì nó lại nằm, cái này lại nhảy sang bên phải. À thì cái này dễ mà, này UL mình chỉ cái UL này mình cho cái thằng chỗ này select cho cái thằng UL nằm ở trên menu này thôi nha. Tức là UL này mình sẽ chỉ định cho nó là gì là margin, right, ví dụ 120 đúng không? Đó rồi mình giảm đi tùy mình được, đúng không? Bây giờ tôi giải quyết thứ nhất cái ID menu nha, rồi là mình hiểu chỗ này rồi. Tôi sẽ quy định cái UL, UL này mà gõ ở đây là trên toàn bộ cái kia kìa, cho nên giờ tôi muốn chỉ thêm lần nữa, tức là ID menu. Mà cái thằng UL này thì margin right, tôi định lại cho riêng thằng này thôi là 120 chấm điểm, được nhỉ? Thế còn cái thằng menu này bây giờ mình quy định là position là fix, đúng không? Và width, width của cái thằng này, width này chính là 100%, được không ạ? Để mình lưu lại thôi. Đây, được ha, ổn đúng không? Đấy, rất là đơn giản. Thì mình thấy cái size này đơn giản lắm. Đây này, select trong này mình thấy giơ ngón gang tay ra mình nhìn xem trên từ đây đến đây giờ còn chưa hết một gang tay đúng không? Có chút xíu à? Đó. Bây giờ giải quyết một cái chỗ lặt vặt con ha, chỗ này. Muốn làm một cái tím tím này nè thì các bạn phải dùng cái thuộc tính A cộng phông á, phông phây á ha, với lại mình sẽ nhấn nút phải vào đây inspect. Và các bạn đi tìm trên cái phần head á, cái tập tin CSS cuối cùng của cái phần head của người ta nó chính là cái thằng này. Mình nhấn phải vào đây, mình open đi new. Đó, và chỗ này mình thấy nó có cái định dạng, định dạng phông này các bạn. Đấy, định dạng phông này thì người ta nạp mã thành cái phông này thành mảng các bài rồi. Thì các bạn chỉ cần chép cái phần phông đó thôi. Thay vì mình copy cái phông về thì người ta nạp sẵn đây. Thì đây mình sẽ định nghĩa cái phông của mình trong cái phần style mình bác cái phông của mình ấy, phông phây này. Mình sẽ chỉ phông này tên là Not Sun Sun gì đó ha. Rồi URL, thay vì mình gắn phông ở dưới đĩa mình nạp lên thì đây nó chuyển thành mảng các bài, nó gắn thẳng vào đây luôn. Thì mình vừa copy về đó, copy về đó ha. Người ta dùng phần mềm, người ta dịch ra cái phông này, ra cái mã này, để mình lấy mình copy mình bỏ vào thôi. Bây giờ mình đặt một cái class tên là thư pháp, đúng không? Thư pháp thì thứ nhất là phông family, phông family mình sẽ chọn cho thằng phông family này là cái phông vừa rồi mình đặt tên trên là gì ta, Not Sun Sun gì đó ha, để chép cho nó nhanh, đúng không? Là dùng phông này. Thứ hai là chữ của thằng quỷ này màu tím, đúng không? Đấy, ba rồi chữ của thằng em này là color, color này sẽ là màu tím, cho nên chỗ này phải đóng này lại, debug thằng này, màu này, màu của nó đây, copy, thì chỗ này color sẽ là màu tím, đó. Tôi cho nó cùng hàng cho nó dễ nhìn nha các bạn, màu tím này thôi. Thế bây giờ cái chỗ này mình muốn width do này này thì mình sẽ để là span, đúng không? Class sẽ là, ủa bây giờ đặt tên là gì, thư pháp, thư pháp đặt gì tùy mình nha. Thế thì chỗ mà width do này này thì mình sẽ đặt ở trong đó, đúng không? Là lưu lại. Rồi cái span này có class, dùng class thư pháp, copy này mình lên trên này, mình cũng làm giống với cái thằng em mà going place path, và chỗ này mình cũng đóng cái span này lại. Lâu ha, ở đây mình refresh, hồi hộp đúng không?
đấy sẽ có màu tím thôi. Nó của người ta làm hơi khác mình chút xíu các bạn, khác chút ha, khác chút. À, thầy đang chạy máy huấn luyện nên thầy mở để coi rồi chút xem ở à đây. Phong của này phong sai là 98 luôn rồi. Phong quay 500 này, lai hay 118 này. Rồi top nó cho âm, đây trường hợp đặc biệt nó cho âm này. Trên thực tế người ta không cho âm nha các bạn. Đây thằng này position nó là absolute. Được ha. Và mặc nhiên chữ ở chỗ này nhỏ kiểu gì thì cũng ra chữ thừa. Đấy trên capital cái đó chính là lower case. Ok ha. Cái chỗ này phong sai rồi, ok phong sai 98 lần đó. Cái này là phong sai tính là 98. À, 98 chấm điểm. Rồi phong quay là 500. Đây, chỗ này là phong quay 500. Cái này nữa là position là absolute ha. Position là absolute. Trên chỗ này tính vị trí này nó sẽ chính xác. Top. Top sẽ là âm 20. Ok ha. Lai hay 118. Chấm đi. Bây giờ thử nha các bạn, thử nha. Nó lại lên đây. Đúng ha. Thì trong trường hợp này nó phải là relative chứ không phải absolute. Này relative. Tính theo cái vùng hiện tại, vùng hiện tại. Thì chỗ này mình refresh. À thì nó nằm đây. Không giống của người ta mấy đúng không? Các ngồi hoàn chỉnh lại, mình copy theo cái định dạng của nó lúc trước ha. Rồi cái này thằng này nè, cái thằng này nhấn nút phải đây mình thấy nó còn có cái màu cái span này nè, nó còn có cái hình màu vàng này. Đúng không? Cái hình màu vàng này mình chưa có nè. Mình open in new tab, đây chính là cái hình này của mình lưu lại. Lưu vào trong cái image của mình là nguệch ngoạc ha. NN đi, đó là nguệch ngoạc cái hình xấu quá. Chỗ này nó có hay này, 118 này, position là absolute này. Nó dùng span á, width. Rồi background này các bạn, đó, những cái này mình chọn nó bắt chước mình làm theo, đúng không? Đây thì cũng dài rồi, thầy không có muốn nói mấy cái đó nữa nha. Có một cái nhỏ nhỏ là cái thằng này thì chỉ cái này dùng pseudo á, nó có gạch màu vàng rồi đó. Thì gạch màu vàng này mình cũng làm được các bạn. Đây gạch màu vàng này mình sẽ quy định ở đây, tức là cái H này của mình. Inspect element thằng H của mình là H1 dưới vùng dưới. Tức là mình sẽ đến chỗ H1 vùng dưới, ở đây mình đặt này. Wow, gạch màu vàng, đúng ha. Chỗ này là vùng dưới. Deep H1. Mà chỗ này dùng pseudo, tức tôi chỉ ra after ở phía sau nó. Thì thứ nhất là content của nó sẽ là cái khoảng trống nha các bạn, khoảng trống. Thứ hai nữa là tôi sẽ quy định cái này là content này là display là block. Đó. Rồi tôi quy định cái width của content này là width. Width này ví dụ 118 chấm điểm. Và chiều cao độ dày của thằng này hay của nó ví dụ như là 20 chấm điểm. À, thì lát nữa cái thằng này nó sẽ bị cái gạch ở dưới này. After là nó chỉ gạch mỗi chút chỗ này thôi. Sao không thấy ta? Quê dễ sợ đúng không? Coi là không nhớ thì mình đi chôm vào người ta đúng không? Mất chứ. Thầy cũng không có chuyên nghiệp thành ra là không nhớ ha. Có nhiều cái không nhớ. Điều này nó margin hay à display, nãy mình có display block chưa ta? Chưa đúng không? Display là block. Là mình thiếu đó, mình dùng không chuyên nghiệp. Ủa có display block này các bạn. Hay H1 after. Content with background. À mình có background mình thiếu nè các bạn, thiếu cái màu. Chưa có màu nền đúng không? Mình có nhớ.
background color chính là cái màu màu đi chôm luôn cho nhanh đúng không? Copy màu đi chôm cái gì, nói chung cái gì chôm là nhanh nhất đúng không? Nhưng mà có điều nó không hình thành, không phải là của mình đâu. Thế còn lúc đầu thì mình chôm, sau này mới được tự làm. Đây chính là gạch, cái này là after đó, nó dùng pseudo. Còn chữ này nó ngoằng ngoèo, nó giật nha, thì mình bắt chước người ta làm. Ở đây thì nói chung là hôm nay cái video này đến đây cũng rất là dài rồi các bạn. Cho nên là thầy sẽ hướng dẫn đến đây thôi. Và những cái phần khác thì các bạn tập bắt chước họ để mình chôm những cái thuộc tính vì mình chưa giỏi mà. Thì mình học hỏi các cái thuộc tính của họ để mình hiểu. Giờ nói chung về cơ bản các bạn làm được như cái này, tắt này đi nha, của người ta. Thì cái của mình làm được như thế này, tức là mình cũng được rồi đấy, đúng không? Các bạn làm được như thế này là ok. Dĩ nhiên lúc đầu tiên thì không ai mà sinh ra cái là biết làm cả, đúng không? Mình phải tập làm dần dần mới được. Thế các bạn thấy chỗ này nè, cái chữ này nó có cái nền vàng, nó làm cho nó nổi. Của mình không có nền vàng, nó chìm vào cái nền. Đó. Được. Bữa nay mình sẽ kết thúc cái bài này ở đây. Bữa sau thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm trang này. Những bạn nào về có thể thí nghiệm thử làm này đi. Cái trang office.com, tức là cái phần mà kết thúc cái bài CSS, thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm trang này. Được ha, sẽ làm trang này, hướng dẫn các bạn làm trang này. Mình cũng lại phân tích nha. Về mình coi cái trang này là địa chỉ này. Trang này chia làm mấy vùng, đúng không? Đó, phải tùy cái nhận định mình chia ra. Sau đó mình sẽ lưu dữ liệu xuống, rồi mình sẽ làm gì ta? Tạo ra các vùng, đúng không? Tạo ra các vùng của mình nha. Đó, rồi trong mỗi một vùng mình chi tiết hóa cho đâu mình làm. Bữa sau thầy sẽ nói về cái trang này ha, tôi chỉ cho các bạn làm. Như vậy bài của mình hôm nay đến đây là kết thúc ha. Chào các bạn.